là phi thứ. Con này thì nó là ý gì con bê, nó không phải là một con phi thứ. Tại vì nó có cái lõi bên trong là e lệ ra, nhưng mà nó lại có cái vỏ bên ngoài á, là cái vỏ của con phi bê. Vì vậy thì các con như là nó là một cái ý gì của con bê. Nó thì nó được phép cái con HPV á, là nó bị thuộc vào con HPV, rất là bình thường là bệnh nhân nhiễm HPV trước, sau đó là nhân nhiễm nó biến dị thành con D. Thì thường thường bệnh nhân đồng nhiễm con B thành con D, vậy cho nên nó có cái vỏ bọc bên ngoài á thì giống như con B, có chứa kháng nguyên PSAD. Cặp kháng nguyên kháng thể thì chúng ta chỉ có một cặp kháng nguyên kháng thể thôi, tức là mình có con HPV là kháng thể của nó là HPV, nhưng mà mình không có tìm thấy được kháng nguyên của HPV trong máu, chỉ có ở trong nhân của cái phần gan thôi. Đây nó là biến dị của con B, thành ra đó khi mà mình thử máu là mình chỉ thử được HPV, anti HPV thôi. À, thì chẩn đoán là người ta sẽ thử máu thì dựa vào cái kháng thể HPV, và sau đó thì người ta tìm cái định lượng HPV RNA. Thì cái HPV RNA có thể tìm thấy ở trong tế bào gan, trong máu và trên cơ thể. Thì đây là cái sơ đồ của cái cấu trúc của con B, tức là mình có cái vỏ bên ngoài là giống y như con B, và có cái kháng nguyên HPV. Bên trong thì mình có cái lõi là RNA, một dây RNA. Về lâm sàng thì thường là đồng nhiễm, tức là bệnh nhân nhiễm B trước, sau đó là một số con B nó biến dị thành ra con D. Thì có cái bệnh cảm là bệnh cấp tính, mà có thể nặng tại vì cả hai con cho nên là nó nặng. Hoặc là nhiễm lại lệnh hai. Về kiểu lây nhiễm thì có là qua đường tiêm chích hoặc là qua đường tình dục, tức là phơi nhiễm qua da và phơi nhiễm qua niêm mạc. Và đây là cái lượng kháng thể. Thì kháng thể trong máu thì mình IgM hoặc IgG. Đây thì các bạn thấy là khoảng vài tháng sau khi phơi nhiễm thì HDL là 6 tháng, nó giống như là con B vậy đó. 6 tháng thì mình có cái anti-HBS, tại vì nó có cái vỏ bên ngoài giống như con B, và cái vỏ bên ngoài thì nó có cái VNS đó, thành ra là 6 tháng thì mình sẽ có anti-HBS tăng lên. Còn cái IgM anti-HBV thì khoảng 3 tháng rồi sau đó thì khi mà mình thử cái anti-HBV trong máu đó, thì mình thử khoảng 3 tháng thì mình thấy nó tăng lên. Rồi sau 6 tháng thì mình không có anti-HBV mà mình có anti-HBS. Phòng ngừa con D thì mình để cho con có bị nhiễm B, không bị nhiễm B thì không bị D. Tại vì B là bị nhiễm trước. Cái phần kế tiếp là HBE, là HBE, mình gọi là HBEB hay là HEB. Thì cái nhóm E này đó là Candidivirus, nhưng mà cái lõi bên trong cũng là một RNA. Thì thật ra mình không có hiểu nhiều về HEB, tại vì ít có cái nghiên cứu về cái này. Mà riêng đối với cộng đồng của mình á, thì mình chỉ chú trọng B và C, cho nên mình không có chú trọng cái con D và con E. Thật ra mình không có biết nhiều về con E. Về cấu trúc thì nó có cái lõi của nó tại RNA, thì trong đó mình có các cục mã hóa các cái protein không cấu trúc. HEB thì sao chép của HEB cũng giống
giống như các cái siêu vi viêm gan, tức là xảy ra trong tế bào gan và đường mật, và nó sẽ loại ra trong ruột. Ngoài HEV thì mình còn có HGV và những cái siêu vi mà nó hướng gan, nhưng mà người ta chưa có biết rõ về những siêu vi này. Bây giờ mình qua đến chi gan ha, hôm nay gan rồi chi gan thì bệnh định nghĩa chi gan là gì thì đây là giai đoạn cuối các cái bệnh lý về gan, ví dụ như là sơ gan, ung thư gan, rồi viêm gan siêu vi đó, thì những cái bệnh của gan mà nặng đó thì diễn biến cuối cùng là đưa đến là hôn mê gan. Thì các cái tác nhân gây động nó sẽ đưa đến là gây tổn thương nhu mô gan và tổn thương các cái tế bào của hệ miễn dịch. Thì trong các trung tâm tĩnh mạch gan đó, chúng ta có các cái tế bào bốt vơ là những cái tế bào có tính thực phẩm mạnh và nó là cái thành phần của hệ miễn dịch. Thì tổn thương nhu mô gan cũng như là tổn thương tế bào bốt vơ
suy thận và đưa đến bệnh não do gen. Thì chúng ta có hai cái diễn biến cuối cùng đó là hội chứng gan thận và bệnh não do gan. Hội chứng gan thận là gì? Đó là suy thận mà do bệnh lý gan, và bệnh não mà gây ra do gan là suy chức năng gan. Ở thì trong lâm sàng đó thì chúng ta có những cái tình huống gọi là suy gan cấp, tức là thoái quá và hoại tử nặng tế bào gan trong thời gian ngắn. Thì suy gan cấp thì có thể diễn tiến khoảng một tuần, một tuần hai tuần. Còn cái bệnh lý mà mãn tính, ví dụ như là bệnh gan có sơ gan, ung thư gan thì nó có thể kéo dài thời gian dài, do đó nó sẽ đưa đến là suy chức năng gan mãn tính. Thì hậu quả của suy chức năng gan thì chúng ta có giảm bài tiết mật, tăng bilirubin trong máu, mà gan mà bị ứ mật nhiều á thì nó cũng sẽ đưa đến là sơ gan. Rồi mình có rối loạn đông máu, tại vì mình tổng hợp được các yếu tố đông máu, giảm tổng hợp nhưng mà lại tăng tiêu dùng yếu tố đông máu, dễ bị xuất huyết. Rồi rối loạn chuyển đổi tổng hợp, gan bình thường là cái cơ quan bất hoạt, số hormone, số chất thuốc. Bây giờ thì cái gan nó suy, cái thuốc mình uống vô, nó vẫn là cái điều bình thường, điều điều trị, được chuyển qua là đội cứu của máu thì tăng lên và nó gây ra tăng cái tác dụng. Hoặc là các cái hormone, những cái hormone mà bất hoạt ở gan nó hoạt động nào thì hormone testosterone nè. Thì nếu mà đang gan suy thì testosterone chuyển thành ra là estrogen, nên là bệnh nhân bị nữ quá thiếu thú, đúng không? Rồi những cái hậu môn giống như là insulin cũng được bất hoạt ở gan, ADH, aldosterone cũng vậy. Và rối loạn miễn dịch tức là mình mất đi các cái tế bào copper, mà cái gan là nó giảm máu từ tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa thì có nhiều vi khuẩn lở nội tạng lên, do đó là bây giờ không có ai tiêu diệt mấy cái vi khuẩn này. Vì vậy cho nên bệnh nhân dễ bị nhiễm khuẩn, đồng nội độc tố nó lan tràn trong máu, cho nên nhiễm trùng máu, nhiễm nội độc tố đường ruột. Bây giờ đó thì hai cái diễn biến mà nặng đó là nó đưa đến là hôn mê gan và đưa đến suy thận nha. Thì suy thận ở đây mình gọi là hội chứng gan thận. Cái chữ hội chứng gan thận có nghĩa là bệnh này là suy thận này do bệnh lý của gan, tức là không phải do bệnh lý khác. Ví dụ như mình học cái đái tháo đường rồi mình thấy là diễn tiến giai đoạn nặng của đái tháo đường cũng chưa đến suy thận, hoặc là tăng huyết áp chưa đến suy thận. Còn ở đây là bệnh gan chưa đến suy thận. Giờ mình nói về bệnh não do gan đó thì đây là một cái giai đoạn mà cuối của các cái bệnh lý của gan, và nó đưa đến là ứ động, tại vì gan là cái cơ quan mà nó chuyển đổi ammoniac thành urê, do đó là gan bệnh rồi thì nó không đạt hiện trực tiếp này chức năng này, cho nên là các bạn sẽ có là ammoniac tăng trong máu, đúng không? Và khi ammoniac tăng cao trong máu tới mức độ nào đó thì nó bắt đầu là gây các cái triệu chứng tâm lý thần kinh, nó đưa đến gọi là bệnh nhân lơ mơ, bệnh nhân vô hôn mê. Cái đó là gọi là bệnh não do gan. Đó thì giờ mình coi nguyên nhân bệnh não do gan là gì ha. Về lâm sàng thì có thể diễn tiến là cấp tính hoặc là bán cấp hoặc là mãn tính. Giai đoạn đầu thì bệnh nhân còn lơ mơ, nhưng mà sau đó thì là ngủ liền, sau đó thì là hôn mê. Thì từ cái tỉnh táo rồi qua lơ mơ lú lẫn rồi ngủ liền rồi hôn mê đó, thì những cái giai đoạn này chẳng qua là chỉ là do giảm cái thiếu máu não, mức độ giảm thiếu máu não càng nhiều á thì càng đưa đến hôn mê. Về nguyên nhân thì có thể là do nhiễm suy hay là ngộ độc thuốc đưa đến là hoại tử các bào gan lan rộng và đưa đến viêm gan cấp. Thì người ta gọi cái này là viêm gan
bệnh não do nghe ngồi sinh. Chữ HE đó là viết tắt chữ hepatitis. Hepatitis đó là viêm gan nha. Còn chữ E đó là encephalitis, tức là viêm não. Thì hai chữ HE là hepatitis, encephalitis, tức là viêm não do gan. Và đưa đến là hôn mê. Ngoài ra đó thì những cái bệnh lý mà nó đưa đến xơ gan, ví dụ như là xơ gan do rượu hoặc là xơ gan do nhiễm ký sinh trùng đó, thì cái đó gọi là bệnh não do gan ngoại sinh, tức là có những yếu tố từ bên ngoài tạo ra. Về sinh bệnh lý thì bệnh não do gan nó là cái rối loạn về thần kinh tâm lý đó. Thì cái bệnh não này nó đặc trưng ở chỗ là nếu mà mình điều chỉnh cái sinh hóa máu, tức là mình làm giảm cái mô nhát ở trong máu, thì cái triệu chứng nó giảm bớt và nó không có để lại di chứng gì trên não hết. Tức là nếu mà mình điều trị cái sinh hóa mà trở về bình thường thì các cái triệu chứng hoàn toàn là mất và không có để lại di chứng, không có rối loạn hình thái gì rõ ràng, tức là nó không có những cái biểu hiện điển hình của một cái bệnh lý thần kinh. Ví dụ như các bạn bị chấn thương sọ não hay là tai biến mạch máu não, vùng nào đó nó bị tổn thương thì nó sẽ gây liệt hay là gì cái liên quan đến vùng đó. Còn ở đây nó không có cái bệnh cảnh điển hình ha. Và thường là do cái bất thường sinh hóa, tức là bất thường về máu, các cái thông số về máu. Về giả thuyết thì để giải thích này thì chúng ta có bốn cái giả thuyết, đó là ngộ độc amoniac, tức là gan bệnh rồi người ta không chuyển amoniac thành ure được. Cái thứ hai á, là thành lập các cái truyền thần kinh giả. Thứ ba đó là mất cân bằng các amino acid và tăng bài tiết chất truyền thần kinh ức chế là cấp 3. Giờ mình nói cái giả thuyết thứ nhất là do ngộ độc amoniac thì gan bệnh cho nên là không có chuyển amoniac thành ure, nồng độ amoniac tăng lên. Và người ta thấy là đối với những bệnh nhân có hôn mê gan thì nồng độ của amoniac tăng trong máu và trong khu vực não tủy. Ngoài ra khi mà mình điều trị mình làm giảm bớt cái amoniac thì nó làm giảm bớt các cái triệu chứng thần kinh. Rồi những người bệnh não do gan mà ăn nhiều protein á thì nó làm cho cái bệnh cảm nó nặng hơn, còn nếu mà ăn ít protein thì nó giảm đi. Và cái thứ tư á là người ta có thể gây cái hôn mê gan hay là bệnh não do gan trên sinh vật bằng cách là ta cho sử dụng glomerulonephritis, tức là tăng cái amoniac trong máu lên. Thì đây là cái sơ đồ chuyển hóa amoniac. Thì các bạn có là amoniac là trong đường ruột thì ure nó được chuyển qua amoniac, hoặc là các cái protein nó được chuyển qua cho amoniac. Amoniac vào máu và đến gan sẽ vào cái chu trình nội tim để nó trở ra ure. Và 75% ure đi vào thận, theo máu vào thận và thải ra thận. Còn 25% á thì nó theo đường mật để nó xuống ruột trở lại. Ngoài ra đó thì chuyển hóa adenylase cũng cho ra amoniac. Thì cái amoniac này á nó được tổng hợp từ nhiều nguồn, nhưng mà chủ yếu là từ chuyển hóa protein. Mình chỉ cần nhớ là 75% ure là được thải ra thận và 25% ure là được thải ra đường ruột. Thì đó là những con số mà bạn cần nhớ. Và cái chu trình học thay tim đó thì các bạn học sinh quá rồi. Ở đây tôi chỉ nêu lên để mình nhớ thôi. Đó là trong cái chu trình này á, thì chúng ta có ure, amoniac nó sẽ được chuyển thành ure trong cái chu trình này. Và trong chu trình này á, thì chúng ta có liên quan đến những cái chất như là acetin, hoặc là các cái chất như là acetylcholine. Đó là những cái chất liên quan trong cái chu trình học y tim. Về nguyên nhân làm tăng amoniac trong
trong máu thì nguyên nhân chính là giảm tổng hợp ure. Rồi cái thận bệnh gan, bệnh gan thì có cái thận cũng bệnh, thận không thải được ure. Thì giảm tổng hợp ure mà thận thì không đào thải hết ure. Cho nên đó, mình có gì, mình có ăn mô nhắc lắng động ở trong máu, ngoài ra mình cũng có ure trong máu nha, hoặc là tạo ra quá nhiều ure. Đó thì giảm tổng hợp ure, lấy ra mô nhắc cũng hết, tại vì bình thường ra mô nhắc được lấy bởi gan, bây giờ gan bệnh nó không lấy ra mô nhắc vô nữa nha. Tổn thương cái phần gan thì tổn thương hệ thống men ở trong gan, thiếu ATP không đủ đạm chất nha, cho nên là rối loạn tổng hợp khi tim, và do đó không có lấy ra mô nhắc vô nữa để tổng hợp ure. Nguyên liệu mà muốn tổng hợp ure thì mình phải cần có ammoniac, CO2, một nhóm amin dẫn anh phạt đáp trên cung cấp, rồi phải có ATP, có oxytin và có các men xúc tác phản ứng. Và cái quá trình tổng hợp ure này xảy ra trong tinh thể và trong tế bào chất. Cái thứ hai là tạo ra nhiều ammoniac, đó là trường hợp bệnh nhân có xơ gan đi kèm với tăng áp tĩnh mạch cửa, thì xơ gan thì nó sẽ làm cho ứ máu ở tĩnh mạch cửa, máu ứ đọng và cuộn đề thành ruột, gan thì giảm bài tiết mật nha. Rồi ruột bị cuộn đề thì nó ảnh hưởng đến chức năng ruột, do đó là rối loạn tiêu hóa và xù và dễ bị nhiễm khuẩn, đó thì cũng là một cái nguyên nhân để tăng sản xuất ammoniac nha. Và bệnh nhân này thì có rối loạn cái yếu tố đông máu, bệnh nhân này dễ bị xuất huyết. Và hồng cầu mà nó ở trong ruột thì nó bị các cái vi khuẩn được ruột sử dụng đó, do đó là nó lại thải ra mô nhắc. Rồi bệnh nhân lại có suy thận, cho nên là giảm thải ure. Rồi ure có tán vào trong ruột thì lại chuyển thành một nhát. Rồi bệnh nhân này thì thường bị run, vận động cơ tăng, tăng thoái quá adenosine để cho ra mô nhát. Thì đó là những cái nguồn làm tăng mô nhát trong cơ thể. Đó thì mô nhát là tăng là do nhiều nguồn, từ nhiều cái lý do khác nhau. Nhưng mà cuối cùng thì mô nhát nó độc cho não. Đó thì nó độc cho não bằng cách gì? Chúng ta có ba cơ chế. Cơ chế nhất là can thiệp và chuyển hóa năng lượng của não. Cơ chế thứ hai là thay đổi các chuyển thần kinh. Cơ chế thứ ba áp dụng trực tiếp cho tế bào thần kinh. Đó thì can thiệp và chuyển hóa năng lượng của não thì mình nhớ một cách tổng quát là thứ nhất là tăng tiêu dùng alpha ketoglutaric acid. Do đó là giảm cái hoạt động của cái chu trình acid decarboxylic. Cái thứ hai là tiêu dùng quá nhiều các cái coenzyme gây trở ngại sự phân tích hoạt động trong chuỗi hô hấp và giảm sản xuất ATP. Và ở đây trong cái ở đây thì các bạn sẽ có là nó là giảm bài tiết acid glutamic nha, và nó tăng bài tiết gamma aminobutyric acid. Đây là gamma aminobutyric acid thì tăng nhưng mà lại giảm cái acid glutamic, thì đây là hai cái mấu chốt mà chúng ta chú ý, là tại vì nếu mà nó tăng cái gấp ba lên đó thì gấp ba nó là cái chuyện trên ức chế nó gây hôn mê. Rồi ức chế hoạt động của men pyruvic acid decarboxylase, do đó giảm sản xuất acetyl coenzyme, lại làm suy yếu cái chu trình decarboxylic acid và tiêu dùng nhiều ATP để tổng hợp ra glutamine. Cho nên là cái tiêu dùng này đã làm giảm cái ATP. Và cái thứ hai là thay đổi cái truyền thần kinh trong não,
thì các bạn chú ý giúp cô đó là giảm tổng hợp axit glutamic ha, là gây cái việc thần kinh kích thích và tăng tổng hợp gamma aminobutyric acid. Rồi tác dụng trực tiếp lên tế bào thần kinh thì nó làm gì? Đó là nó làm cho thay đổi cái điện thế màng và thay đổi tính hình phân của neuron, thì đó ức chế cái men anh hạ cộng ATPA, và do đó là không có cái hoạt động của cái men này á, thì cái mạch tế bào nó không có ổn định, đúng không? Thì cái men này là giữ vững cái mạch tế bào, giữ vững cái điện thế màng và đó ức chế cạnh tranh cái kali tế bào trong tế bào. Cơ chế thứ hai là thành lập cái chuyện thần kinh giả, thì ở đây các bạn có cái thân não, thì thân não gồm có hạch não, cầu não và trung não ở trên này, đây là cầu não, thì suốt cái dọc thân não này mình có một cái cấu trúc gọi là hệ kích hoạt lưới, gọi là hệ lưới, và trong hệ lưới thì có cái hệ kích hoạt lưới, cái hoạt lưới là nó liên quan đến cái giữ vững cái trạng thái tỉnh táo của mình là trạng thái ý thức. Mình tỉnh táo được hay không á là do các cái hoạt động của các cái neuron của hệ lưới. Nhưng mà những cái neuron này á thì nó có hai cái chất truyền thần kinh, đó là noradrenaline và dopamine. Thì khi nào mà mình thiếu hai cái chất truyền thần kinh này thì mình không có tỉnh táo nữa. Đó thì trong cái trường hợp mà không nhắc tăng máu nhiều á thì nó sẽ thay vì nó tổng hợp noradrenaline thì nó lại tổng hợp ra phenylethylamine. Thì đây các bạn sơ tánh này cũng tính sơ na ná giống nhau ha. Rồi thay vì nó tổng hợp dopamine á thì nó tổng hợp octodopamine, thì đây cũng là hai công thức gần giống nhau. Đây là nó thiếu đi một cái ô ha. Đó thì chúng ta có cái quá trình thành lập những cái chất truyền thần kinh bình thường đó là không có bình thường. Những chất truyền thần kinh này nó có những cấu trúc tương tự như là noradrenaline và tương tự như dopamine, nhưng mà nó không phải là chất trên, mà chính vì nó là cái truyền thần kinh bất thường như vậy cho nên nó có dẫn từ thần kinh ở trong thân não cho nên là gây hôn mê. Đó thì các bạn có cái câu hỏi chỗ này, ví dụ như là cái truyền thần kinh giả được thành lập trong trường hợp mà khi chức năng gan á, thì cái truyền thần kinh giả là cái gì? Đó là phenylethylamine và octodopamine. Rồi về cơ chế thành lập những cái chất này thì cơ chế như thế nào? Đó thì các bạn có những cái axit amin như là phenylalanine và thioxin tăng, thì từ hai cái axit amin này thì nó sẽ tổng hợp để cho ra những cái chất truyền thần kinh bất thường, và do đó nó làm nghẽn tắc đường dẫn truyền thần kinh và do đó thì gây ra hôn mê. Cái thứ ba nữa là trong cái giai đoạn này thì chúng ta có rối loạn cái cân bằng giữa các amino acid. Bình thường á là cái lượng amino acid có nhân thơm như là phenylalanine, tyrosine, tryptophan và các amino acid có nhánh á như là valine, lysine, isoleucine á, thì cái tỷ lệ này á bình thường á là cái TCAA đó, tức là có nhánh là nó nhiều hơn là cái axit amin có nhân thơm, cho nên tỷ lệ bình thường đó là 3 đến 3.5. Nhưng mà trong hôn mê gan đó, thì đặc biệt là mình có tăng các cái axit amin có nhân thơm. Hồi nãy các bạn thấy là các cái chất truyền kinh giả là nó được tổng hợp từ phenylalanine và thioxin là những axit amin có nhân thơm. Đó, mình có cái tăng này cho nên tỷ lệ này lúc đó nó giảm còn có 0.6 đến 0.2 thôi. Tức là trong bệnh lý này thì chúng ta có tăng các cái axit amin có nhân thơm. Tại sao đưa đến mất cân bằng như vậy? Đó là bình thường đó thì các axit amin có nhân thơm nó được chuyển hóa tại gan, thấy không?
nó lấy vô gan hai phần thì nó chỉ bán một và nó đã ra là máu là một nha. Nhưng mà trong trường hợp bệnh á thì nó lấy vô và nó đã ra ngoài máu rất là nhiều, rất là hay là nha. À, còn ở trong cơ và mô mỡ á, thì nó chuyển qua cái axit amin có nhánh đó, thì bình thường axit amin có nhánh được lấy vô trong mô cơ và sau đó thì nó giả trở lại trong máu hai phần. Còn trong bệnh lý thì nó lấy vô và nó giả ra ngoài chỉ có một thôi. Vậy cho nên cuối cùng là kết quả là gì? Chúng ta có axit amin có nhân thơm tăng và axit amin có nhánh thì giảm. Và axit amin có nhân thơm thì hai cái phenylalanine và tiozin là nguồn gốc của cái việc thần kinh giả đó. Do ngoài ra đó thì chúng ta còn có thêm gì nữa, tỷ lệ insulin trên các cái hormone mà làm tăng đường máu đó, thì trong cái điều hòa đường đó, điều hòa đường máu mình học ở trong cái phần xử trí bệnh đó, thì mình nhớ là cái hormone mà làm hạ đường máu là có một thôi là insulin, nhưng mà hormone làm tăng đường máu thì cũng có rất là nhiều ha. Đó thì trong đối với chức năng gan đó thì tỷ lệ này nó giảm. À, rồi chúng ta có bất giảm bất hoạt insulin, do đó là bệnh nhân có tăng insulin ở trong máu. Đó thì hậu quả mất cân bằng amino acid thì các bạn chỉ học dịch cái này cho biết thôi, cơ đồ này để cho biết là nó sẽ tổng hợp từ phenylalanine thì nó tổng hợp cho mình phenylethanolamine, còn từ tiozin thì nó tổng hợp cho mình octopamine là những chất bất thường đó. Thì lúc đó mình tăng cái axit amin có nhân thơm thì axit amin có nhân thơm nó sẽ vào não làm tăng cái cái chuyện thần kinh giả và do đó là nó đưa đến hôn mê, rối loạn cái não và đưa đến hôn mê. À, cái giả thuyết thứ tư đó là chúng ta có thành lập nhiều cái gấp ba đó, thì gấp ba là cái chất truyền thần kinh ức chế, nó làm mở các cái kênh kali, kênh clo ở màng sau sinus. Và khi mà nó mở kênh clo thì nó gây tăng phân tử màng, vì vậy cho nên là nó không có dẫn xuống thần kinh đó. Thì trong bệnh lý hôn mê gan đó thì mình có cái tăng sản xuất gấp ba, giống như là trong cái quá trình hồi nãy nói chuyển qua glucose. Một nguồn chính của gấp ba nữa đó là do các vi khuẩn ở trong ruột nó tăng sản xuất gấp ba, và gấp ba không bị chuyển hóa ở gan. Bình thường thì nó được chuyển hóa gan, nhưng mà giờ gan bệnh rồi thì nó không được chuyển hóa gan, thì nồng độ gấp ba là cũng tăng đó. Những cái này thì nó làm cho cái tác dụng ức chế của nó mạnh hơn. Ngoài ra đó thì cái tính thấm của hàng rào máu não cũng bị rối loạn ha. Do đó là gấp ba nó có thể đi qua hàng rào máu não và do đó nó gây ra tác dụng ức chế đó. Thì cơ chế mà tại sao gấp ba gây ra cái ức chế đó là do là nó mở kênh lo ha, mở kênh lo ở màng sau khi đó. À, bên cạnh bốn cái cơ chế đó thì các bạn thấy là đối với người bị bệnh gan nặng á thì họ còn bị ngộ độc bởi những cái chất độc có hại cho thần kinh, đó là những cái chất như là mẹ cấp tăng là dẫn xuất được serotonin. Mẹ cấp tăng thì ức chế tổng hợp glucose, ức chế hô hấp các cái tỷ thể và ức chế hoạt tính của men anh đã cộng tăng cộng ATPA. Cái thứ hai á, là axit béo chuỗi ngắn nó gây ra ức chế men anh đã cộng ATPA và do đó ảnh hưởng đến di chuyển di dông và xung thần kinh. Và thứ ba đó là thành lập nhiều cái chất phenol là chất dẫn xuất từ tiozin, và tiozin là axit amin có nhân thơm đó. Thì nãy mình nói rồi á, trong cái bệnh lý này thì cái axit amin có nhân thơm tăng cho nên có tiêu diệt tăng cho nên nó tác dụng độc lên não.
Do đó là một cách toàn diện á, thì chúng ta có mất cân bằng axit amin có nhân thơm và axit amin có nhắn. Rồi chúng ta có cái mất cân bằng giữa axit glutamic và gấp 3 thực phẩm. Đó thì giảm axit glutamic và tăng gấp 3. Đúng không? Rồi chúng ta có rối loạn cái amoniac. Đó thì đó là những cái cơ chế chính để mà đưa đến omega. Bên cạnh những cái cơ chế rối loạn về chuyển hóa trong người của bệnh nhân á, thì chúng ta còn có những cái yếu tố tạo thuận lợi cho cái omega. Thì yếu tố tạo thuận lợi cho omega có gì? Đó là bệnh nhân sử dụng nhiều, ăn nhiều chất đạm, đúng không? Rồi, yếu tố ngoại sinh, tức là bệnh nhân ăn nhiều đạm thì đó là nguồn tăng nhé. Thứ hai á, bệnh nhân có xuất huyết chuyển hóa. Thì nãy mình nói là hồng cầu ở trong ruột thì nó được các cái vi khuẩn chuyển hóa cho luôn nhé. Rồi á, bệnh nhân được truyền máu tại vì thiếu xuất huyết chuyển hóa cho nên phải truyền máu vô, cho nên là cái cũng là cái nguồn tăng luôn nhé. Về nội sinh á, thì bệnh nhân có tăng nitơ ở trong máu do là suy thận, nha, do có suy thận. Rồi bệnh nhân có kiềm chuyển hóa, rồi bệnh nhân bị táo bón, cho nên là các cái chất độc tự phân nó được ngấm vào trong máu và bệnh nhân dễ bị nhiễm khuẩn. Cái thứ hai là tăng tính thấm hàng rào máu não, đó, đặc biệt là trong nhiễm khuẩn thì nó thải ra nhiều cytokine và chúng ta có TNF3 và sạc lực kim 6. Đó thì nó làm tăng tính thấm hàng rào máu não và tăng độ nhạy cảm của tế bào não. Đó thì các bạn có các cái chất độc cho thần kinh, rồi bệnh nhân bị nhiễm khuẩn, rồi bệnh nhân sử dụng nhiều thuốc, rồi bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa là giảm oxy, tăng CO2 và thường là có xuất huyết thì nó đó thì đi kèm với lại rối loạn chuyển giải. Do đó là trong phòng ngừa và trong cái nguyên tắc điều trị của bệnh omega đó là mình làm sao giảm bớt cái yếu tố tạo thuận lợi cho bệnh khởi phát. Thứ hai là điều trị sao cho giảm hồng nhãn trong máu. Là nhiều trường hợp đó thì mình phải bổ sung những cái axit amin mà thiếu. Cái axit amin mà có nhắn mà nó thiếu ta phải bổ sung. Rồi bệnh nhân lơ mơ nhiều quá phải cho dopamine vô để cho bệnh nhân tỉnh hơn, tại vì dopamine là chịu trách nhiệm cho ý thức. Và trong trường hợp cái gan nó tệ quá không làm gì được nữa, nó hư rồi thì chúng ta phải ghép gan hay là sử dụng gan nhân tạo hoặc là ghép gan. Về cái biến chứng, một cái thể hiện nặng thứ hai của suy gan đó là suy thận. Thì thường thường trong các cái bệnh gan nặng á, đặc biệt là trong cái tăng áp tĩnh mạch cửa á, là bệnh nhân có bắt bụng, đúng không? Rò rỉ cái huyết tương mà trong bụng, cho nên bệnh nhân có bắt bụng. Bụng rất là to, do đó là sẽ có máu giảm, đúng không? Sẽ thích máu giảm thì nó sẽ làm cho thứ máu mà thận kém và nó có thể đưa đến là gọi là quỷ hay là tổn thương các cái tế bào của ống thận, do đó có thể đưa đến nhiễm khuẩn. Ngộ độc thuốc cũng có thể đưa đến suy thận, nhiễm khuẩn hoặc là viêm cầu thận cũng có thể đưa đến suy thận. Mà nếu mà chúng ta loại bỏ tất cả những cái yếu tố khác mà gây suy thận thì cái suy thận còn lại đó là do suy gan, thì cái đó chúng ta gọi là hội chứng gan thận. Thì trong sơ gan đó thì giảm lưu lượng máu đi đến thận và điều này nó sẽ kích thích hệ giao cảm gây co mạch, thì lại càng giảm lưu lượng máu đi đến thận nữa. Rồi kết quả sẽ rèn đi năng vô tăng xin thì nó ứ năng đi và giữ nước lại cơ thể, thì càng giảm thể tích máu đi thận. Rồi suy giảm hệ thống cardiorenin, tăng bài tiết các con mạch của thận mạch, tức là protein, và tăng bài tiết trong mốc tăng A2. Đó thì vừa kích thích giao cảm, vừa tăng bài tiết protein và mốc tăng A2. Cho nên mấy cái này cộng lại, tất
chứ anh thấy mình nuôi do đó nó càng giảm thứ máu thật nữa thêm mùi vô nha. Tóm lại thì các bạn có hai cái diễn tiến có thể đưa đến hai cái biểu lộ cuối cùng, đó là viêm gan thì nó sẽ đưa đến bệnh não do gan, đúng không? Và cái bệnh não do gan thì nó có những cái rối loạn chuyển hóa, và rối loạn chuyển hóa chính đó là chúng ta có là ngộ độc hormôn nhé, lập chất truyền hình sinh giả, mất cân bằng các amino acid, và giảm acid reflux. Ngoài ra đó thì nó sẽ đưa đến là hội chứng gan thật, là suy thận mà gây ra do bệnh gan này. Thì đó là hai cái diễn tiến cuối cùng của tất cả những bệnh nhân có cái bệnh về gan và diễn tiến nặng thì đến giai đoạn cuối. Thì thường á bệnh nhân mà bị hôn mê gan á thì ít có khi nào ra khỏi hôn mê. À, từ hôn mê gan từ bệnh nhân tử vong luôn rồi. À, đó thì tại vì rối loạn trong cái chuyển hóa trong cơ thể nhiều, và đặc biệt là gan giờ nó là cái nhà máy hóa học cơ thể, mà giờ nhà máy này hoạt động thì thôi mình tiêu mình cắt. Chỉ khi nào mình ghép gan á, đây cái gan khác thì mình có cơ hội là sống thêm dài được nữa. Rồi bạn có câu hỏi gì về này không? Chúng ta qua cái sơ gan nha. Thì sơ gan là mình cũng có học qua hồi ở sinh lý bệnh rồi, cho nên đây thì chúng ta chỉ nhắc lại một số điểm chính của sơ gan thôi. Thì sơ gan là một cái bệnh lý cũng rất là thường gặp ở cái cộng đồng của mình. Cái nguyên nhân chính của sơ gan trong cộng đồng của mình là do ngộ độc rượu, uống rượu nhiều quá. Thì đây là một cái bệnh lý mãn tính, và mình chẩn đoán là mình phải sinh tiết gan đem cái thay đổi về mặt cơ học. Nó có những cái chất xơ phát triển mà làm cho gan về biểu hiện bệnh lý là chúng ta có hủy hoại cái cấu trúc tiểu tụy gan bình thường và thay đổi bằng cách là có nhiều vết xơ và có nhiều cái tố tân sinh. Và khi mà cái gan nó bị sơ đó, bị sơ gan đó, thì cái gan nó teo lại, tức là chúng ta có giảm khối lượng cái phần gan và do đó là giảm chức năng gan. Thì trong cái hình này các bạn có cái gan bình thường, nó rất là mịn ha, nó màu sô cô la nhạt, rất là mịn. Nhưng mà khi mà sơ gan đó thì các bạn thấy sọc màu lại, và mặt ngoài gan thì chúng ta có những cái đốt lớn, đốt nhỏ, và bên trong gan thì chúng ta cũng có nhiều cái đốt tân sinh. Về mặt dịch tễ học thì 40% triệu chứng khi mà nó bắt đầu sơ gan á là nó không có triệu chứng gì hết. Thì vậy cho nên là không ai sợ á, ví dụ như là uống rượu á, người nhà kia thôi đừng uống rượu, nhưng mà người ta cũng không bỏ là lý do là tại vì nó không có triệu chứng gì hết. Nó vẫn diễn tiến âm thầm là có tổn thương tế bào gan, nhưng mà về mặt lâm sàng á là lâm sàng có triệu chứng gì hết. Và cái khoảng mà thời gian mà nó không có triệu chứng có thể kéo dài 10 năm hay 15 năm. Thành ra các bạn để ý thôi, người nào sơ gan thường là cái tuổi trung niên trở lên thôi mà. Rồi cái số lượng người chết trong năm khoảng 30 đến 50 ngàn người chết trong một năm. Và từ sơ gan đó thì khoảng 15% đó là diễn tiến thành ung thư gan và chết vì ung thư gan. Về nét đặc trưng của sơ gan ở trong giai đoạn cuối đó là nhiều vết xơ ở trong nhu mô gan, xuất hiện các cái nốt tân sinh và cấu trúc toàn gan bị phá vỡ. Thì đây các bạn có nhiều cái vết xơ, là đây chúng ta có những cái nốt tân sinh. Gan là cái cơ quan có chứa nhiều máu và nó là
cái khả năng mà hồi sinh của nó rất là mạnh. Cho nên tế bào gan mà bị tổn thương á thì nó sẽ hồi sinh các cái tế bào gan mới. Tuy nhiên tế bào gan mới này không có cái chức năng của tế bào gan trước đó, thành ra là gan nó không có đảm nhiệm được những cái chức năng mà nó đã có trước đây. Ví dụ như trước đây lúc bình thường đó là cấu trúc tiểu tùy gan là đa giác, đa dinh dưỡng, các bạn có tiểu tĩnh mạch trung tâm và tĩnh mạch cửa trung tâm và xung quanh là các dãy tế bào gan. Thì khi mà gan sơ thì các bạn thấy mô mô sơ rất là nhiều và cấu trúc này nó không còn nữa, mà chúng ta có những cái đốm rải rác tinh sinh lớn nhỏ ha. Về cái thay đổi nhu mô gan á, thì từ lúc nó mịn màng cho đến lúc nó thô, rồi sau đó thì nó sẫm màu lại, sau đó nó sơ quá và nó teo lại ha. Bởi vì đi chợ mình mua đó, gan heo á mà nó mịn như thế này thì đó là cái gan ngon ha. Còn mấy cái gan mà nó sẫm màu như thế này thì không nên mua, thì đó là cái gan bệnh ha. Về cơ chế bẩm sinh của sơ gan thì đó là một cái yếu tố thứ nhất là vi mạch tính, thì nó thải ra nhiều cytokine. Cytokine thì gây tổn thương tế bào đó, thì các bạn có thể nén lymphotoxin, endotoxin. Cái thứ hai là các cái tế bào miễn dịch, là tế bào phốt phơ, tế bào nổ mô, tế bào gan, tế bào biểu bì ống dẫn mật bị tổn thương bởi cytokine. Ở hiện sang trung kiên nó bài tiết vào máu và nó đi đến những cái cơ quan này để nó gây tổn thương. Rồi chất nền ngoài tế bào bị phá vỡ và công sinh kích thích trực tiếp các cái tế bào tua. À, những cái tế bào sau hay là những tế bào tua, tế bào nó sản xuất ra fibrin và do đó nó gây sơ hóa. Đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy là một người bị nhiễm rượu thì có bị gianin quá. Nhiều cái gianin nó đọc ở trong tế bào gan. Ở đây cái giai đoạn này người ta gọi là giai đoạn gianin quá của tế bào gan, hoặc là gan bị nhiễm mỡ, hoặc là các bạn có hoại tử tế bào gan, lắng tụ collagen và chuyển đổi mỡ, nhiều hàng mỡ trong gan. Ở đây mình đã nói nhiều lần rồi đó, tức là khi mà bị gan nhiễm mỡ, điều trị thì nó có hai hướng, một cái hướng là trở về bình thường như trước, hoặc là cái hướng là diễn tiến sơ gan. Về nguyên nhân của cái sơ gan, hàng đầu là rượu, kế đến là viêm gan suy, kế đến là tự miễn, viêm gan co miễn. Viêm gan tự miễn thường gặp ở những người thích uống những cái cây cỏ lạ hoặc là uống những cái cây cỏ không biết rõ nguồn gốc, không biết rõ cái hoạt chất tác dụng. Nghe ai giới thiệu cây nào thì mua về nấu nước uống, hoặc là mua về uống. Từ mới đây có một cái báo cáo của một thầy ở về điệu, bệnh điệu á, thì thầy này báo cáo là có một cái trường hợp một cái cô đó khá là mệt. Cô đó cổ vô nhập viện vì không có đi tiểu được đó, lọc cầu thận chỉ còn có 15 ml phút thôi, tức là mức lọc cầu thận đó, bình thường mình là 120 ml phút đúng không? Thì cô lúc cô nhập viện là chỉ có 10-15 ml phút, tức là chỉ thành giai đoạn cuối là phải chạy thận nhân tạo. Mới hỏi bệnh sử thì cô này không có cái bệnh thận gì trước đó hết á. Trước đó không có cái bệnh gì liên quan đến thận, không có sạc thận, cũng không có bị viêm cầu thận, không có gì cả. Nhưng mà cô này có đơn vị. Ở thì tìm mãi không có tìm ra được cái nguyên nhân là tại sao bị viêm thận cấp. Và trước đó không có dùng thuốc, không có làm gì hết á. Thì bây nhân yêu cầu cổ nhân kỹ lại coi là trước đó cô uống cái gì đâu, thì cô nó cô uống thế. Thì thế là thì cô uống để cho giảm cân. Ở thì cô uống cả chục trái khế rồi tan ra rồi uống. Ở thì cô uống chỉ có uống khế thôi. Thì sau đó thì mới chẩn đoán là cái gì cấp đó là do khế. Ở thì trong cái khế nó có cái chất gì đó mà nó gây cái suy thận cấp.
đó. Thì sau khi chẩn đoán vậy rồi thì dĩ nhiên là điều trị nhưng mà tăng cường không có cho thế nữa, thì không có thế nữa thì một thời gian tức là một hai tháng sau thì chúng ta tập phục hồi trở lại, tức là nó trở lại bình thường, đó là cái điều may mắn. Chỉ bị gọi là cấp tính vào cái giai đoạn một hai tháng thôi thì cái mức độ tổn thương trở lại bình thường. Bởi vậy kêu ăn kiêng uống chấm hay là uống phế vậy đó thì thôi đừng có làm, tại vì mình không có biết rõ cái hoạt chất ở trong cái đó là cái gì mà mình cứ dùng, mình dùng với cái điều nhiều á thì coi chừng cái thận của mình, coi chừng cái gan của mình. Ở thì cái gan đó là những uống cây cỏ lạ đó thì có khi á vô uống xong rồi thời gian cái mình thấy mình bị mệt mỏi rồi vàng da, thì cái đó là viêm gan được miễn ha. Đó là protein lạ nó vào trong cơ thể mình rồi nó tạo ra cái kháng thể, rồi cái kháng thể nó chống lại cái này cái bào gan và đưa đến viêm gan tự miễn. Tự miễn là tự cơ thể mình nó hủy cái cấu trúc trong cơ thể mình thì sao chữa. Cái này chỉ có uống corticoid mạnh thôi đó, với liều cao thôi chứ còn đâu có làm gì được đó. Bởi vậy cho nên là chúng ta cẩn thận khi mà uống các cây cỏ ha. Cây cỏ sao chế vậy, đừng nghe dân gian, thì dân gian nghe thì nghe nhưng mà đối với lại mình đó thì phải kiểm chứng lại ha, rồi sau đó cũng phải có cái minh chứng gì cho thấy là nó có tác dụng dược lý gì đó thì chúng ta mới uống, chứ không có nên uống bậy bạ. Rồi cái thứ tư á là do gan nhiễm mỡ mà không vô rượu, tức là ví dụ như mình tăng mỡ máu nhiều quá, tăng triglyceride nhiều quá thì gan sẽ bị nhiễm mỡ do cái triglyceride ứ đọng lại, hoặc là do ứ mật. Ứ mật thì có thể là ứ mật nguyên phát, là do tư gan nguyên phát, hoặc là do cái ứ mật là do sạc mật, là viêm từ mật và sơ quá, là do sạn mật, tức là sơ gan nguyên phát. Tại vì khi mà bạn có một cái sạn mật mà nó lắng đọng ở phía dưới gây tắc nghẽn á thì mật nó sẽ ứ lại trong gan, tại vì nó không đi xuống ruột được. Và gan, tế bào gan mà bị nhiễm mật lâu ngày á thì chuyển thành sơ gan. Đây là cái kết màu mật, đây là mật đó, bạn thấy là mật nó lắng đọng ở trong gan gây xuống dẫn mật vi giống dẫn mật từ trong gan. Và khi mình nói sạn đó thì chưa ngoài sạn mật thì cũng phải còn có sạn gan nữa, thì đây là một cái vi giống mật trong vi giống mật này, thấy một cái sạn gọi là sạn gan à, thì cũng là một cái lắng đọng cholesterol và sạn mật ở trong cái thành phần của mật và nó gây ra sạn gan. Về nguyên nhân nữa đó là do mình đi tiêm, là những người mà bị suy tim bên phải thì máu vô lên phổi nó yếu, cho nên máu lên phổi thì ít, máu ứ lại gan thì nhiều, và nếu mà ứ lại lâu ngày á thì nó sẽ đưa đến sơ gan. Thì cái sơ gan này là do bệnh lý tim người ta gọi là thâm phế. Hội chứng Pcari đó là những cái biểu hiện cho tắc các cái tĩnh mạch gan đó. Thì các bạn nhớ là gan là máu từ ở gan mà nó đi ra khỏi gan thì nó ra bằng cái tĩnh mạch gan rồi nó đổ về tĩnh mạch chuột dưới đó. Thì bây giờ nếu mà chúng ta có cái tắc của các cái tĩnh mạch gan thì mình có hội chứng Pcari. Bệnh nhân đau bụng nè, nhân có bám bụng nè, gan to, thì đây là một cái bệnh lý mà cũng do có thể là do di truyền hoặc là do bệnh lý gọi là phát sinh. Ngoài ra đó, bệnh nguyên phát thì có thể là do bệnh gan do di truyền, ví dụ như thâm nhiễm sắt, thâm nhiễm đồng, thiếu hạt văn bộ hạt đi tiết tim, hoặc là gan tô trong máu, tiêu uzi tăng ở trong máu, hoặc là sơ hóa nan. Đây là cái hình ảnh mà tăng sắt ở trong gan đó, thì lắng đọng các cái chất sắt mà màu nâu đậm đậm đó trong gan
và nếu mà chúng ta dùng màu xanh fuchsia thì chúng ta thấy những cái hạt đậm màu xanh đó là những cái lắc động sắt. Thì lắng động sắt ở trong gan đó, thì trong bệnh lý này là không phải chỉ lắng động sắt ở trong gan mà nó có thể lắng động sắt ở các cái tụy hoặc là các cái mạch bạch huyết. Đây là một cái bệnh lý diễn biến, bệnh nhân có tăng hấp thu sắt ở ruột. Rồi nguyên nhân kế tiếp nữa là do rối loạn miễn dịch, đó là viêm gan tự miễn nãy cô nói, hoặc là sơ gan không rõ nguồn gốc, hoặc là do thuốc, tức là mình uống một cái thuốc nào đó mà nó thải qua gan lâu ngày thì nó có thể gây sơ gan hoặc là nhiễm khuẩn. Về triệu chứng lâm sàng thì cái diễn tiến của sơ gan cũng khoảng 10 đến 15 năm là không có triệu chứng gì cả. Vì vậy ta uống rượu á, mình kêu ngừng rượu, ăn không sợ, ăn không được. Chừng tới tuổi trung niên rồi đó, khi mà bắt đầu vàng da, bắt bụng rồi đó thì mới bắt đầu đi khám. Lúc đó em không biểu, ta cũng bỏ rượu rồi. Nhưng mà nó muộn rồi, thì đó là giai đoạn cuối rồi nha. Khi mà bắt đầu các triệu chứng thì thường âm thầm, ít khi xảy ra đột ngột nha. Và cái triệu chứng thường là đau vùng 1/4 trên bên phải, triệu chứng đau mơ hồ, sốt, buồn nôn, ói mửa, tiêu chảy, không ngon mà khó ở. Có thể đi kèm với biến chứng là bát bụng, xuất huyết, tiêu hóa trên. Ở đây các bạn có hình ảnh của cái bát bụng. Thì khi mà cái bụng mình nước nhiều vậy thì nó căng cái bụng và nó gây ra đau. Rồi bệnh nhân có vàng da, có xuất huyết và giảm khả năng tính dục. Đó thì gan bị sơ quá thì cái máu nó ứ lại tĩnh mạch cửa nha. Cái ống xuất máu nó cao á thì nó đã dịch vào trong qua thành mạch, do đó nó rò rỉ vào trong quanh bụng. Và các bạn sẽ có bệnh các cái tĩnh mạch vị, tĩnh mạch thực quản, bệnh tĩnh mạch lách, tĩnh mạch trụ trên và tĩnh mạch trụ dưới, do đó là gây ra tỉ nha. Thì đây là cái biến chứng, đó là phình tĩnh mạch thực quản. Thì các bạn thấy phình phía trong, rồi phình ra phía ngoài. Rồi mình có những cái lỗ thông giữa cái chỗ phình phía trong và phía ngoài. Do đó cái chỗ này là nó rất là dễ vỡ, do đó là nó vỡ thì gây tử vong. Đây là cũng là cái một cái thủ thuật về ngoại khoa, tức là người ta đặt một cái lưới để mà thông giữa cái tĩnh mạch gan với lại một nhánh của tĩnh mạch cửa. Thì cái thủ thuật này á, là người ta gọi là cái thủ thuật đặt một cái thông nối cửa chủ xuyên qua gan và xuyên qua cái tĩnh mạch cảnh, tức là từ tĩnh mạch cảnh mà cho cái về lâm sàng thì bệnh nhân còn có những cái triệu chứng như là sốt, vàng da, tăng sắc tố, xuất huyết dưới da, to tuyến mang tai, phù chân, liệt móng xanh da trời, móng trắng do trùng chân móng thì trong cái lần em thấy. Rồi sao mạch thì cái này cô cũng đã nói rồi, sao mạch đó là các cái tiểu động mạch. Thì những cái sao mạch này thường xảy ra ở phía cực da, cái vùng cực mà da phía sau lưng. Rồi lòng mạch đen son, rồi tử quan tuyên vú và sói đầu, thay đổi phân bố lông, teo tinh hoàng, bán bụng, rồi lách to, gan to. Ban đầu thì gan to do ứ máu, sau đó thì teo lại và bàn tay bị co rút. Đây là lòng mạch đen son. Đây là cái tĩnh mạch thông ở ngoài da vùng bụng, nó bị phình. Và về mặt bệnh học thì chúng ta có sơ gan tiến triển tốt nhỏ hay tốt to. Đó thì đối với lại viêm gan siêu vi là chúng ta có sơ gan tốt to. Còn viêm gan do rượu là chúng ta có sơ gan tốt nhỏ. Và chúng ta có cái thành thạch các cái huyết khối ở trong tĩnh mạch cửa trung bình lớn và trong tĩnh mạch gan, do đó nó có thể gây tắc tĩnh mạch gan. Và cái sơ mô sơ nhiều quá cho nên nó làm cho kẹt các cái tĩnh mạch, các cái xoang tĩnh mạch,
cho nên máu nó đi qua kém, vì vậy cho nên gan bị thiếu oxy, tế bào gan bị thiếu oxy mà có thể bị hoại tử. Ở hiện đây là các bạn con thấy sinh thiết, thấy rất là nhiều cái tích sơ phát triển xung quanh các cái nốt tinh tinh. Đó thì nguyên nhân của sơ gan nốt nhỏ thường là do nghiện rượu, đi dinh dưỡng trong nhiễm sắc và tử mật. Còn nguyên nhân của sơ gan nốt lớn thì phần lớn là nguyên nhân siêu vi, đó là cái nguyên nhân chính, hoặc là sơ gan ứ mật. À, ngoài ra thì chúng ta cũng có sơ gan hỗn hợp, tức là vừa có sơ gan nốt nhỏ cộng với lại nốt to. À, đối với một bệnh nhân sơ gan đó, thì gần như là các xét nghiệm cận lâm sàng cũng làm. Thì cái xét nghiệm bắt đầu đó, là chúng ta làm cái xét nghiệm về chức năng gan. Đó, thì các bạn có cái thời gian đông máu là giảm, kéo dài, đúng không? Thời gian nội sinh, đông máu nội sinh kéo dài, đông máu ngoại sinh kéo dài do giảm yếu tố đông máu. Huyết đồ thì mình có giảm hồng cầu, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu. Về bilirubin trong máu thì nó tăng. Đó. Nếu có tắc mật thì men phosphate thì kỳ tăng. Còn nếu uống rượu nhiều á thì GGT tăng. GGT tức là gamma glutamine transpeptidase nó tăng. Nha. Thì gan mình có bốn cái men, đó là SGOT, SGPT, GGT và phosphate là alkaline. Đó là bốn cái. Đó thì men gan tăng là men transamina tăng. Đó thì bình thường các tỷ lệ giữa SGOT trên SGPT là lớn hơn 1. À, nếu mà cái này lớn hơn 1 là viêm gan do rượu. Còn nếu cái tỷ lệ này nhỏ hơn 1 là viêm gan do siêu vi. Thường là do siêu vi. Rồi, chức năng gan kém cho nên là tổng hợp của viêm giảm. Cho nên các bạn sẽ có siêu vi giảm và tỷ lệ siêu vi trên globulin chiếm 1. À, mình nghi ngờ có viêm gan tự miễn thì mình phải thử các cái kháng thể huyết thanh. Đó là tiền kháng thể kháng cơ trơn, kháng thể kháng nhân, kháng thể kháng tiền thể. Rồi mình coi bệnh nhân có viêm gan siêu vi không? Mình thử các cái kháng thể của viêm gan siêu vi như là anti-HBS, anti-HCV, HBS-AG. Rồi muốn coi có ung thư gan không á thì mình thử anh saponoprotein. Nếu mà trên 400 nanogram trong ml là nghi ngờ ung thư gan. Để chẩn đoán thì mình cũng có thể chọc dịch bán để mình tính được cái thành phần protein trong dịch bán. À, và chúng ta có thể làm những cái xét nghiệm khác như là nội soi đường tiêu hóa, nếu mà mình muốn xem phình tĩnh mạch thực quản, hoặc là nội soi trực tràng để xem các cái bú, các cái đám rối mà do tỷ nội hoặc là tỷ ngoại. Rồi chúng ta siêu âm để coi cái hình dạng tổng quát của gan. Thì thường á là siêu âm mà nó để gan khô á là bắt đầu có vấn đề ha. Nếu mà không có để gì hết thì cái gan tốt, mà để gan khô là có vấn đề, thường là có viêm gan. Rồi có thể mình thấy cái gan nó nhỏ lại, nó teo. Rồi có dịch ở trong ổ bụng ha. Và khi nghi ngờ ung thư gan thì người ta có thể chụp CT hoặc là nghi ngờ sơ gan thì cái người ta đo cái mức độ sơ hóa, thì người ta có thể làm cái xét nghiệm microscan hoặc là sinh thiết gan để chẩn đoán xác định. Và cái lâm sàng đó thì sơ gan người ta có cái cách phân loại, người ta gọi là theo trai. Đó thì dựa trên các cái tiêu chí là bilirubin trong máu, albumin trong máu, mức độ tăng bụng, rối loạn thần kinh và dinh dưỡng, thì người ta sẽ phân biệt là trai A, trai B và trai C. Rồi sau đó mình có cái bảng là từng bước đi push, tức là thêm một số thông số nữa, đó là chúng ta thêm gì, thời gian đông máu, thời gian bilirubin và cái tỷ lệ của cái đo trên cái chuẩn quốc tế. Rồi người ta đo bilirubin tức là thêm số thông số nữa thì người ta sẽ cho điểm 1, 2, 3.
và người ta sẽ phân loại theo chai. Đó thì điểm số 7 đến 9 là chai B, 10 đến 15 là chai C. A là nhẹ đúng không? B là trung bình và C là nặng. Về biến chứng của sơ gan đó, thì câu này mình hỏi thì biến chứng của sơ gan thường gặp là gì? Đó là xuất huyết chuyển hóa, đó là vỡ cái tĩnh mạch thực quản hoặc là vỡ các cái cuối tỷ. Cái thứ hai á, biến chứng thứ hai đó là bị viêm phúc mạc. Tại vì thường thường mấy bệnh nhân có bám bụng á, trướng ở trong bụng nhiều quá thì nó kèm lên cơ quan khó thở, cho nên mình phải chọc lấy nước, chọc giòn bằng bụng á, lấy nước ra bớt, chọc tới chọc lui thì dễ bị nhiễm khuẩn và đưa đến viêm phúc mạc. Và khi mà bệnh nhân có sốt, đau bụng, bệnh não gan, tiêu chảy thì mình có chừng là có viêm phúc mạc. Rồi cái biến chứng nữa đó là suy thận, đã mình nói rồi, tức là hội chứng gan thận. Suy thận diễn tiến nó có thể là cấp tính, tức là nhanh trong vòng một vài tuần, hoặc là diễn tiến mãn tính, tức là kéo dài nhiều tháng. Một cái biến chứng nữa đó là bệnh não do gan, tức là đưa đến hôn mê gan, hồi nãy mình nói rồi, đưa đến hôn mê gan. Và cái biến chứng kế tiếp đó là ung thư gan, tức là khoảng 10-15% sơ gan chuyển thành ung thư gan. Và cái bám bụng khó điều trị, tức là cái bám bụng trong giai đoạn đầu á, em điều trị thì em rút nước ra, và em điều trị thì nó giảm bớt cái xuất tiết nước, nhưng mà tới cái giai đoạn sau nó không có đáp ứng với điều trị, tức là em rút bớt cái nước ra rồi bữa sau nó đầy lại như cũ. Mà khi mà nó kháng điều trị thì đó là bệnh chịu thua, đúng không? Tức là bệnh nhân sẽ tử vong. Về điều trị của sơ gan thì ở đây cô nói nguyên tắc thôi, tức là nguyên tắc là ngăn ngừa và chặn tổn thương gan. Thứ hai là điều trị nguyên nhân nếu mà mình là có nguyên nhân. Thứ ba là mình điều trị sao để giảm bớt tổn thương gan. Rồi bệnh nhân có thiếu nước thì bù nước và chất điện giải, rồi điều chỉnh rối loạn cân kiều. Có biến chứng thì điều trị biến chứng, và cuối cùng là ghép gan nếu mà cái gan đó không có khả năng cứu vãn. Đó thì một trong những cái điều trị ngoại khoa đó là người ta làm cái thông nối cửa chủ, đúng không? Đó thì thông nối cửa chủ thì người ta có nhiều cách, người ta có thể rạch một cái đường ở tĩnh mạch cửa rồi ta ghép vô tĩnh mạch chủ, hoặc là người ta nối giữa cái tĩnh mạch lách với lại tĩnh mạch thận. Ví dụ vậy có nhiều cách nha. Thì đó là những cái điểm chính của cái phần sơ gan. Để sơ gan cô nói nhanh là tại vì mình đã học về cái lý bệnh một phần rồi, cho nên ở đây chúng ta chỉ thêm một số nữa thôi. Các bạn có câu hỏi gì về cái phần gan không? Là chúng ta tới đây để chúng ta xong cái phần gan đó, là phần tiêu hóa. Như vậy thì mình ra chơi, không có câu hỏi nữa thì ra chơi nha. Đúng là qua cái phần đó thì trong cái phần này thì chúng ta sẽ theo phân đoạn và các giai đoạn của suy tim, trình bày các vị trí lâm sàng của suy tim. Thì suy tim là hồi chứng lâm sàng phức tạp, hậu quả của những cái rối loạn về cấu trúc và chức năng của tim. Ở đây các bạn chú ý tức là rối loạn về cấu trúc và chức năng. Mình đã học cái cấu trúc bình thường, chức năng bình thường rồi. Bây giờ nếu quý vị có rối loạn thì nó đưa đến suy tim. Thì cái rối loạn này nó có thể là bẩm sinh, a bẩm hoặc phải. Bẩm sinh thường là do di truyền á, và nó có thể cái đó là rối loạn cái cấu trúc và chức năng, rồi có thể có giảm khả năng đổ đầy hoặc là bơm máu của thận thấp. Nếu mà rối loạn về cấu trúc và chức năng á thì nó có thể đưa đến giảm bơm, thì đưa đến suy tim. Hoặc là khả năng bơm thì bình thường, nhưng mà cái đổ đầy thận thấp trước khi nó bơm á, nó
cảm thì cũng có máu đi bơm ra. Đang nhận ra là nó có hai điểm, là giảm bơm thì mình cũng có đi tiêm. Cái thứ hai á, là bơm thì bình thường nhưng mà giảm cái lượng bảo vệ thì mình cũng có đi tiêm. Tại vì giảm cái lượng bảo vệ thì đâu có máu mà bơm ra. Đó cũng được tiêm, nó cũng giảm. Về chi tiêm á, thì tần suất ở châu Âu là 0.4-2%. Ở Việt Nam thì 70 triệu dân thì có đến khoảng 4 triệu người bị chi tiêm được điều trị. Về nguyên nhân chính của chi tiêm đó là lý mạch vành, là 60-75% ghi chi tiêm. Lý mạch vành thì mình có 3 cái, tức là nhẹ mạch vành, tắc mạch vành và thắt mạch vành. Thắt tức là có thắt lên, thỉnh thoảng thêm nó có thắt mạch vành. Về cái nguyên nhân thứ hai đó là tăng huyết áp. Đó là khi mà mình có tăng huyết áp thì cái áp lực ở bên trong cái động mạch ngoại vi nó tăng. Nếu mà mình tăng huyết áp phía bên trái thì khi mà huyết áp nó cao á thì tiêm vô máu ra ngoài khó hơn, do đó là lâu ngày đưa đến suy tim. Còn tăng cái huyết áp bên phải, tức là trong trường hợp mình có cao áp phổi á, thì tiêm bên phải vô máu ra phổi khó, lâu ngày thì cũng đưa đến suy tim phải. Bệnh nguyên nhân thứ ba đó là bệnh về van tim. Đó thì van tim mấy em có hẹp van, hở van. Cái thứ tư là quá tải thể tích mãn tính, đó là thường gặp trong hở van. Đó thì khi mà có cái hở van đó thì tim vô máu ra ngoài thì bình thường, nhưng mà cái lúc mà nó trương á, tức là nó giãn thì nó hút máu ngược trở lại. Đó, ví dụ như đây mình thở cái van này thì khi mà nó bơm ra thì nó bơm bình thường, đúng không? Nhưng mà do nó mở nó đóng không kín cho nên thì tâm trương thì nó hút máu ngược lại. Thì mỗi lần mà tâm trương á thì nó sẽ hút máu ngược lại một ít, mà nhiều cái nhịp tim thì cái thể tích của tâm thất nó sẽ tăng lên, thì cái đó thì gọi là quá tải về thể tích nha. Hoặc là mình có một cái luồng thông giữa phải và trái, ví dụ như ở các tiên thất mình có một cái luồng thông thì máu nó sẽ đi từ bên trái sang bên phải. Đó thì khi mà cái thông thất nó co bóp, nó đẩy máu vào trong động mạch thì một bên máu nó sẽ đi qua phía bên phải qua cái luồng thông đó. Hoặc là mình có một cái luồng thông ở ngoài tim, ví dụ như là thông giữa các cái một cái động mạch lớn với một cái tĩnh mạch lớn. Thường thường động mạch và tĩnh mạch đó, nó hay đi, nó nằm trong một cái bao chung, và do đó khi mà nó có cái luồng thông thì thường là nó sẽ chảy từ bên trái sang bên phải. Rồi kế tiếp nữa là bệnh tim giãn nở, nên là đây là một cái bệnh lý có tính chất di truyền. Hoặc là tim bị nhiễm độc, nhiễm ngộ độc các cái thuốc, hoặc là ngộ độc tố, rối loạn chuyển hóa, hoặc là do tiêu vi và cơ tim bị viêm bằng nhiều lý do khác nhau, hoặc là do tâm phế, tức là bệnh phổi lâu ngày nó sơ quá phổi, tim phải bơm máu lên phổi khó quá thì nó ứ máu lại ở tim phải và nó sẽ đưa đến là chuyên tim phải. Rồi những cái tình trạng như là tăng chuyển hóa toàn cơ thể, ví dụ như là cường giáp, rối loạn dinh dưỡng, hoặc là có những cái luồng thông động tĩnh mạch ở hệ thống, tức là ở cái vòng tuần hoàn hệ thống, hoặc là tiêu hóa mạng tính. Thì tăng chuyển hóa thì cái cung lượng tim bắt buộc nó phải tăng cao là để nó đảm bảo được cái tăng chuyển hóa đó, là lâu ngày thì nó đưa đến suy tim. Hoặc là 20-30% là không rõ nguyên nhân. Về cơ chế bệnh sinh của suy tim thì các bạn có cái
bệnh học sinh lý đó, cái nang tiên của bụng như bốn yếu tố đó là tiền tải, hậu tải, tính co bóp và nhịp tim. Cái này mình học sinh lý rồi. Bây giờ là cơ chế bệnh sinh trong suy tim thì thường trong suy tim bạn sẽ có cung lượng tim giảm. Thì cái cung lượng tim giảm này là do giảm co bóp hoặc là giảm đường máu về. Thì đang giai đoạn đầu khi mà cung lượng tim vừa giảm đó, thì cơ chế trong cơ thể của mình nó có những cái cơ chế phụ trừ để mà nó nâng cái cung lượng tim lên trở lại. Đó thì cơ chế phụ trừ mình còn có gì? Đó là cái cơ chế phân sạch tim, đúng không? Là khi mà tim bị căng ra thì tim đáp ứng bằng cách co mạnh hơn ở cái chu kỳ kế tiếp, đúng không? Ở do đó là mình có cái cơ chế phân sạch tim. Lo ngại hơn nữa thì mình có gì? Có cái đáp ứng là tăng cái khối lượng của cơ tim lên. Số lượng cơ tim thì không tăng nhưng mà khối lượng của tế bào cơ tim thì tăng. Thì cái giai đoạn đó gọi là dày thấp. Tâm thân nó dày lên để đặt chi mục đích của nó là để cho bơm máu. Sức bơm nó mạnh hơn, máu nó được bơm ra ngoài nhiều hơn. Và khi mà nó dày lên thì nó cũng thực hiện được cái mong ước này. Tức là tim cũng co bơm tốt hơn và nó để bơm máu ra ngoài được khá hơn. Tuy nhiên nếu mà cái áp suất máu bên ngoài mình vẫn không thay đổi vẫn vậy á thì lâu ngày á tim nó chịu không nổi thì nó sẽ qua cái giai đoạn là giảm cơn tim. Rồi về mặt sinh hóa thì trong cái giai đoạn phụ trừ đó mình có gì nữa, mình có cái kết quả cái hệ thống LAA đó. Thì kết quả hệ thống LAA mục đích là để làm tăng huyết áp. Tại vì khi kết quả hệ thống LAA thì mình có bài tiết aldosterone và angiotensin 2, đúng không? Thì cái angiotensin 2 làm tăng huyết áp, còn cái aldosterone đó thì nó giữ natri và nó giữ nước lại. Cho nên ở những bệnh nhân mà bị suy tim á thì các bạn thấy nó phù, tại vì nó ứ nước, nha. Rồi hoàn hóa nhóm phân tử giãn mạch, tức là kích thích các cái chất gây giãn mạch gồm có là gì? Những cái chất mà peptide lợi tiểu do nấm nhiễm bài tiết gọi là ANP, BNP là natriuretic peptide ANP, rồi prostaglandin, rồi testosterone, thì đó là những cái chất gây giãn mạch. Để gì? Đó thì hoàn hóa cái nhóm phân tử giãn mạch, do đó là để phụ trừ và bệnh nhân sẽ có một thời gian là phụ trừ được, tức là ít triệu chứng hoặc là không có triệu chứng trong nhiều năm. Rồi sau đó thì khi mà cái cơ chế phụ trừ này không có hiệu quả nữa thì nó diễn tiến sẽ đưa đến là giãn cơn tim. Đó thì khi mà mình có cái thay đổi sinh hóa tăng hoạt quá hệ thần kinh thể dịch, rồi mình có kích thích hệ giao cảm và mình có cái quá trình viêm, ví dụ như trong một số bệnh lý có viêm thì chúng ta có bài tiết cytokine và các cytokine thì nó vào máu là nó đi khắp nơi, riêng tại tim á, thì nó gây ra tái cấu trúc cơ tim, do đó là mình phải có cái là dày cơ tim. Và đặc biệt trong cái tái cấu trúc này á, thì có tổng hợp nhiều collagen, tức là nhiều cái chất collagen. Đó thì các cái collagen này nó sẽ tích tụ quanh tế bào cơ tim và các cái và một số các cái tế bào cơ tim á, thì nó sẽ được thay thế và có làm cho giảm cái chức năng co bóp của cơ tim, tại vì nó phải là tế bào cơ tim cho nên nó giảm chức năng co bóp. Rồi bệnh nhân sẽ có những cái trường hợp là giảm cơ tim không có được tốt, do đó là giới hạn cái việc mà đổ đầy thấp, tức là giảm cái lượng máu về thấp, đưa đến suy chức năng thấp trương, hoặc là do lớn tuổi bệnh nhân có cứng các cái mạch máu và thông thấp.
Thì về tâm trạng thì chúng ta có hai cái thể, đó là suy chức năng tâm tu và suy chức năng tâm cương. Thật ra thì cái này là nó bắt đầu từ một trong hai, nhưng mà lâu ngày á, thì nó đưa đến suy chức năng toàn tim luôn nha. Thì suy chức năng tâm tu á là sao, tức là cái cơ tim suy yếu và nó có ốm kém thì mình gọi là suy chức năng tâm tu đó. Thì trong suy chức năng tâm tu, vì lý do bệnh lý này có thể là do bệnh mạch vành hay là bệnh của cơ tim hay là bệnh van tim gì đó ha, vì lý do bệnh lý thì cái sức công suất của cơ tim nó giảm. Thì ở đây mình nói tim trái và tim phải, sức công suất của tim trái là giảm thì đưa đến là giảm huyết áp ở bên trái, đúng không, là giảm huyết áp hệ thống. Còn sức công suất của tim phải mà giảm á, thì giảm tư máu phổi ha, giảm cái bơm máu lên phổi, cho nên nó oxy hóa máu không có tốt ha. Thì suy chức năng tâm tu là khi các bạn có bên trái là giảm công suất của tâm thất trái và bên phải là giảm công suất của tâm thất phải đó. Và thường á, trong đa số các trường hợp mình gặp là giảm con bốn của tâm thất trái ở những người bị tăng huyết áp. Thì trong suy chức năng tâm tu thì mình cũng có tái cấu trúc tế bào bên tim, và lâu ngày thì chúng ta có dày thất trái và diện tim thì nó đưa đến giãn thất trái. Rồi trong suy chức năng tâm cương, tức là sức con bốn của tim thì bình thường, nhưng mà cái khả năng giãn của tim nó giảm. Đó là trường hợp cơ tim bị thiếu máu cục bộ, mà có một cái chỗ nào đó, một cái nhánh nào đó của hệ thống mạch vành bị hẹn tắc, ATP giảm làm chậm quá trình giãn ra của cơ tim, hoặc là giảm độ đàn hồi của tim do tiền đại hoặc là sơ hóa đó. Thì bình thường nó co xong rồi nó giãn ra thì nó có tính đàn hồi. Bây giờ co thì tốt mà giãn ra thì không tốt ha, đó là chậm đổ đàn thất. Áp lực đổ đàn thất trái cao ở cuối kỳ tâm trương. Tại sao cao? Tại vì nó không có bơm ra ngoài được ha. Rồi áp lực mao mạch phổi tăng đó, thì là ứ máu lại ha. Suy chức năng tâm trương có thể xảy ra đơn độc hoặc là đi cùng với suy chức năng tâm tu. Đó thì trong những cái trường hợp mà suy tim nói chung thì các bạn đều có tái cấu trúc của thân trái nha. Và các bạn có một cái việc gọi là thay đổi sinh hóa. Đó thì thay đổi sinh hóa gồm có là gì? Đó là kích thích giao cảm. Thứ hai là kích hoạt hệ thống RAA. Thứ ba là bài tiết endothelin, bài tiết TNF và hoạt hóa các tín hiệu làm phì đại cơ tim. Tóm lại là gì? Nó sẽ đưa đến dày cơ tim và cuối cùng là giãn cơ tim. Mình nhớ những điểm chính vậy là tốt rồi nha. Về phân loại thì các bạn có suy tim trái và suy tim phải. Suy tim trái là các bạn có hai, tức là rối loạn chức năng tâm tu hoặc là rối loạn chức năng tâm cương nha. Và suy tim phải thì thường là rối loạn chức năng tâm tu đó. Thì đây là cái hình ảnh của một cái trái tim trong thời kỳ tâm cương, và phía dưới này là thời kỳ tâm tu bình thường. Mình nhận biết tâm tu là mình thấy cái thằng tâm thất nó dày, đúng không, và khi nó giãn ra nó mỏng, và khi nó giãn ra thì nó hút máu về, và khi nó thu lại thì nó bơm máu tim. Bây giờ khi chức năng tâm thu á, thì khi mà nó bơm máu, ở đây là rối loạn chức năng tâm thu đây đó, thì khi nó bơm máu các bạn thấy cái độ dày của cái thằng tâm thất nó mỏng ha, nó không có dày như là lúc bình thường đó. Tại vì sao? Tại vì nó bơm không được, nó giảm cái bơm. Thì tâm trương á, thì nó trương ra bình thường, nhưng mà nhìn tổng thể mình thấy cái tim nó to hơn bình thường, tại vì nó ứ máu lại ha.
Còn trong cái tri kỹ năng tâm trường thì kỳ tâm thu, các bạn nhìn thấy ở đây cái thành tâm thất nó dậy chứ bình thường, tức là nó thu lại tốt, bồn tốt. Nhưng mà kỳ tâm trường á, mình thấy cái thành tâm thất nó cũng dậy, nó không mở. Thì chứng tỏ là nó dậy nó không được. Thì đây là hai cái tình huống mà chúng ta chú ý, đó là tri tâm thu và tri kỹ năng tâm trường. Đối với tim thì nói chung là các bạn có giảm huyết áp, và giảm huyết áp thì đương nhiên là giảm thứ máu thận, cho nên kích hoạt hệ thống LAA. Đây là cái cơ chế nó còn ăn động, tại vì khi mà điều trị á, mình dùng cái chất gọi là kháng lại với lại angiotensin, kháng lại với aldosterone. Tại vì trong cơ chế suy tim á, là mình có kích hoạt hệ thống này, do đó mình có tăng cái angiotensin 2 và tăng aldosterone trong máu. Và cái này nó sẽ làm cho rối loạn chức năng và giảm cung cực tim thất trái, và đưa đến là giảm huyết áp và giảm chức máu thận. Ở đây các bạn có một cái vòng lẫn quẩn ở đây. Về trí tim trái thì lâm sàng biểu hiện như thế nào? Đó là triệu chứng cơ năng, là bệnh nhân khó thở. Thật ra khi tim trái tim phải gì cũng khó thở hết ha. Nhưng mà tim trái thì khó thở khi gắng sức là bình thường, khi sinh hoạt bình thường thì cũng không có khó thở, nhưng mà khi gắng sức thì khó thở. Khó thở từng cơn, khó thở càng ngày càng tăng dần, và khó thở khi nằm ban đêm nằm ngủ cũng có được, phải kê gối lên cao. Thường ho về ban đêm tại vì ứ máu ở phổi nha. Ban đêm thì có ho can, có khi ho có đàm lẫn máu, và có thể có những cái cơn ứ máu phổi nhiều quá thì nó nghe phù phổi, tức là bệnh nhân thở khò khè. Ứ máu nhiều quá phổi do cái tim trái bơm ra được á, phổi bị ứ máu á thì tăng áp suất máu ở trong mao mạch phổi, và do đó là huyết tương á thoát vào trong cái nang, do đó là nó sẽ có khò khè, khò khè dữ dội và có thể đưa đến là phù phổi và gây tử vong. Ngoài ra đó thì ứ máu toàn thân, tức là cái ứ cái dịch và dịch cơ thể đó, và đưa đến là phù, có thể là phù thấy rõ là vùng mắt cá, phù phía dưới. Và bệnh nhân thì ăn uống gì cũng được hết nha. Rồi bệnh nhân có yếu cơ, suy kiệt, suy mòn, tại vì ăn uống không được. Yếu cơ là tại vì không có ăn được protein mà cơ thể thì vận chuyển quá, cho nên phải lấy protein từ trong cơ ra. Rồi tim to, vậy cho nên bỗng tim là lệch quá được rung động trái và thấp hơn là liên thường năm. Ở cho nên là khi mình thăm khám mình sờ cái bỗng tim, mình thấy bỗng tim lệch quá được rung động trái hoặc là hạ thấp xuống liên thường năm thì mình tiêm tim to. Nghe tiếng tim thì mình thấy là tiếng tim thứ ba tăng, đó là do nó ứ máu ở phổi, và khi mà cái van nhĩ thất nó mở đó, ứ máu phổi nhiều quá thì nó ào xuống cái tâm thất thì nó gây nên tiếng động, cho nên là tiếng tim thứ ba mình nghe rõ. Rồi tim đập nhanh, tại sao vậy? Đó là vì huyết áp thấp thì nó kích hoạt cái hệ gọi là quá thụ quan và áp thụ quan, cho nên là nhịp tim nhanh. Huyết áp tâm thu thường là bình thường hoặc là giảm, và huyết áp tâm trương thì là bình thường. Mạch thì lúc mạnh lúc yếu. Tại sao lúc mạnh lúc yếu? Lúc tim nó bơm ra ngoài kém thì mạch yếu, mạch yếu thì nó lại kích thích cái tăng co bóp cơ tim ở lần sau. Vì vậy cho nên lần sau thì tăng co bóp thì tim nó đập lại tốt, nhưng mà sau đó thì yếu trở lại. Cho nên là bắt mạch thì lúc mạnh lúc yếu. Và cái ứ máu ở trên tĩnh mạch cảnh cho nên tăng áp suất máu trong tĩnh mạch cảnh. Ứ máu ở phổi, cho nên khi mình đập cái ống nghe hai bên lấy phổi mình thấy có ra. Và cái ga
gan có thể bị sưng to phù, và phù đây là phù chi dưới ha, có mang phù đó. Thì để bệnh nhân nằm trên cái gối nghiêng một góc giường nghiêng góc 45 độ, thì mình sẽ đo cái tích mạch cảnh này nó sẽ rú lên đến một cái chỗ nào đó thì nó đẹp luôn. Thì từ cái chỗ mà nó đẹp luôn, mình kéo đường ngang đi qua là nó gặp cái đường thẳng đứng đường góc ức lên đó, thì mình mới đo cái chỗ giao điểm nó xuống góc ức ha, rồi cộng thêm 5 cm nữa. 5 cm là cái khoảng cách từ góc ức đi đến trong nhĩ trái đó, thì mình đo cái khoảng cách đó để mình đánh giá là mình ước tính cái áp suất tĩnh mạch trung tâm có tăng hay là không đó. Thì bình thường tính từ trung tâm âm nhĩ nè đang đến cái góc ức đó thì là 5 cm, và đến cái giao điểm này á là thêm 4 cm nữa, tức là bình thường là khoảng 9 cm thôi. Nếu mà trên 9 cm thì có nghĩa là chúng ta có tăng áp lực ở trong âm nhĩ phải. Về phân loại suy tim thì các bạn có 1, 2, 3, 4 đó, thì trong cái bảng này nó chỉ cho chúng ta triệu chứng. Loại 1 là không có triệu chứng gì hết, hoặc là giới hạn nhẹ thôi, hoặc không thể lực. Là cái giai đoạn 2 là có triệu chứng đỉnh an và có giới hạn cái sinh hoạt thông thường, giới hạn ít thôi. Loại đợt 3, tức là loại 3 đó, là giới hạn khi hoạt động năng sức và chỉ khi nghỉ ngơi thì thấy khỏe. Và loại 4 tức là khi nghỉ ngơi cũng khỏe mọi. Về phân loại suy tim mạng tính thì theo tác giả Trần Tử Trinh đó, thì chúng ta có 4 mức độ. Suy tim độ 1 là khó thở khi gắng sức, có ho ra máu, không phù, gan không to, đó là chưa bơm máu ngoại vi. Độ 2 tức là khó thở khi đi lại với vận động trung bình, đi thỉnh thoảng phải ngừng lại để thở, nhưng mà gan chưa có phù nề, chưa to. Phản hồi gan tĩnh mạch cổ mà tư thế 45 độ dương tính, tức là để bệnh nhân nằm quay cái giường góc 45 độ, em đè lên cái gan á thì em thấy tĩnh mạch cảnh này nó phồng lên, thì cái đó gọi là phản hồi tĩnh mạch gan tĩnh mạch cổ. Rồi suy tim độ 3 đó là bệnh nhân nghỉ ngơi thì ít khó thở, nhưng mà khi vận động thì khó thở, khó thở nặng hoặc là giảm đi, phù toàn thân, gan to 3 cm dưới bờ tường, gan mềm tức là mình ấn thật hay mềm, ấn nhẹ vào gan thì thấy cái tĩnh mạch cảnh phồng lên, tức là phản hồi gan tĩnh mạch cảnh dương tính là 45 độ. Điều trị thì có đáp ứng cho điều trị. Đến giai đoạn 4 là khó thở thường xuyên, phù toàn thân, bệnh nhân nằm không được, phải ngồi dậy để thở, gan trên 3 cm dưới bờ tường, mật độ chắc, bờ sắt, và điều trị không đáp ứng hoặc là ít đáp ứng. Đó là những cái phân loại về cái chẩn đoán thì mình phải làm cái cận lâm sàng. Đó thì chụp X quang thì bạn thấy bóng tim to, đây là bóng tim to. Các cái bờ phía bên trái nó bị phồng lên hoặc là phía bên phải bị phồng lên. Điện tâm đồ thì mình thấy là có dày thấp nha, có lệch trục sang trái nếu mà là suy tim trái, lệch trục sang phải nếu là suy tim phải. Thì siêu âm thì mình có thể thấy buồn thất giãn to, chức năng thất trái bị giảm. Về X quang thì mình thấy bóng tim to, nhĩ trái lớn, tức là cái cung ở chỗ này là nhĩ trái, cung phía dưới này là thất trái thì nó phồng to lên. Và các bạn làm siêu âm có thể thấy cơ tim dày ra, cơ tim của thất dày ra. Nếu mà muốn chẩn đoán bệnh mạch vành đó, mình phải thông tim và chụp mạch vành. Tinh thiết cơ tim để xem cái thay đổi về cấu trúc nếu mà mình thấy cần. Mà thật ra thực tế thì ít khi ta tinh khiết tim.
Rồi chụp cái X-quang mình có thể thấy xung huyết phổi, đặc biệt là ở hai cái rốn phổi mạch máu nó thấy nó trắng và nó to ra. Rồi bóng tim to và có hình ảnh là mấy cái bóng trắng ở hai bên cái phế trường á, là chứng tỏ là có ứ huyết tương ở trong cái mô phổi. Nếu mà đặt dịch mặt phổi thì bạn chụp bạn sẽ thấy con đường ngang về cái giới hạn giữa nước và khí. Còn ở đây nó trong mô phổi cho nên mình còn có cái đó. Trong mô phổi mình thấy những cái đốm trắng thôi. Và những cái đốm trắng đó thì ta đi nó hai bên phổi. Nếu mà cái ứ máu phổi càng nhiều á thì cái đốm trắng nó đầy nó hai bên phổi. Từ lúc mà xuất hiện cái đốm trắng á, cho nên đầy nó hai bên phổi nhanh lắm, có khi chỉ cần nửa tiếng thôi. Tại vì mấy cái đốm trắng là biểu hiện nhiều, mình cũng có thể là đau phổi mà lao thì nó có xuất hiện lẹ vậy, không có xuất hiện có nhiều khi mình bị đau cả năm hay là sáu tháng thì chỉ có vài cái đốm trắng thôi. Còn ngày mà các bạn thấy đốm trắng đầy hai bên đó là cứ đang đi thường. Về dấu hiệu của suy tim phải thì về cơ năng đó thì bệnh nhân cũng khó thở ha, nhưng mà không có nặng như là khó thở trong suy tim trái, cũng không có những cái cơn khó thở nặng như là suy tim trái, nhưng mà ngược lại thì không thành tiếng. Tại sao vậy? Phải bơm máu lên phổi không có đủ, vì vậy cho nên máu mà đi ra ngoài bi là cái lượng máu mà nó được oxy hóa máu là yếu ít, cho nên là bệnh nhân có nhiều CO2, vì vậy cho nên bệnh nhân bị tím. Rồi về dấu chứng thì bệnh nhân có ứ máu ngoài vi, tức là gan to, rồi gan thì lúc to lúc xẹp đó, nếu mà bị ứ máu thì to lên, còn không ứ máu thì xẹp. Tĩnh mạch cổ nổi là do tăng áp ở bên cái hệ thống tĩnh mạch. Phản hồi gan tĩnh mạch cổ dương tính là tự tế 45 độ. Rồi ứ máu cho nên là áp suất máu ở tĩnh mạch trung ương, tức là ở trong nhĩ và tĩnh mạch ngoài vi tăng, phù mềm hai chi dưới, phù toàn thân, cổ trướng, tràn dịch mặt phổi và đi tiểu ít. Nhưng rồi ứ máu lại thì sẽ đi tiểu ít. Cần tâm tràng thì các bạn cũng vậy, các bạn thấy phổ mờ, u động mạch phổi giãn, thân mình phải giãn và bỏ tim thì hết lên. Điện tâm đồ thì lên chủ phải hoặc là về bên thân phải. Chú âm thì bạn thấy thân phải to, tăng áp bên động động mạch phổi, tăng áp suất ở trong thân phải. Và như nãy tôi nói với các bạn, bắt đầu á, là nó bị suy tim một bên, nhưng mà sau đó thì nó bị bên kia, và cuối cùng là suy tim toàn bộ. Cái suy tim toàn bộ thì lâm sàng á, bệnh nhân khó thở thường xuyên, ồ toàn thân, tím nữa, tĩnh mạch cổ nổi, áp lực tĩnh mạch tăng cao, gan to, cổ trướng, tràn dịch mạch phổi, huyết áp tâm cung thì giảm, hoặc huyết áp tâm trương thì tăng. Tại sao huyết áp tâm trương tăng là tại vì ứ máu ngoại vi nha. Còn huyết áp tâm trương giảm là tại vì bơm máu ra ngoài kém nha. Về cận lâm sàng thì lúc đó các bạn chụp X-quang á thì các bạn sẽ thấy bóng tim to toàn bộ, và điện tâm đồ thì mình có thể thấy vậy ở hai bên sắc luôn. Về giai đoạn ở đây, các cái giai đoạn này là mình khảo sát thay đổi về mặt cấu trúc ha. Thì giai đoạn A đó là không có bệnh tim gì về mặt cấu trúc hết, không có biến chứng gì hết, chỉ có yếu tố nguy cơ thôi. Đó thì yếu tố nguy cơ đối với suy tim là gì? Đó là bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh mạch vành, đái tháo đường, bệnh cơ tim có tính gia đình. Giai đoạn B tức là có tổn thương ở trong tim, đó là có bệnh lý nhồi máu cơ tim cũ rồi, hoặc là có bệnh lý van tim, bất thường chức năng tâm tu bên trái nhưng mà chưa có triệu chứng về suy tim. Giai đoạn 3 đó là C đó, là có bệnh cấu trúc cộng với triệu chứng của suy tim. Và giai đoạn D đó,
là các cái triệu chứng này không đáp ứng với điều trị, tức là mình điều trị nó không có giảm bớt cái băng bột, nó cũng không có tăng được cái sức co bóp của cơ tim. Đây là cái hình cho chúng ta thấy, chúng ta đo cái áp suất trong thân trái khi mà chúng ta tăng được máu về tim. Đó thì hoạt độ là thể tích cuối kỳ tập trung, tức là lượng máu về tim, và tung độ là được là cái thể tích máu bơm ra trong một nhịp tim, đó là cái khảo sát cái khả năng co bóp cơ tim. Thì bình thường các bạn có cái đường B, có nghĩa là khi chúng ta tăng lượng máu về tim thì tim tăng co bóp, đúng không? Nhưng mà khi mà các bạn cho đỡ tim là A đó, cho noradrenaline vào thì đường cong nó sẽ dời sang phía bên trái, tức là các bạn có tăng lượng máu về đến thôi nhưng mà tim tăng co bóp cho đỡ tim. Còn nếu mà cái tim nó bị suy thì cái đường cong này nó hạ thấp xuống, càng suy thì càng hạ thấp xuống, có nghĩa là mình chiếu ra đây á, lượng máu bơm trong một nhịp giảm nhưng mà ứ máu, tức là chiếu xuống cái hoạt độ á, thì mình thấy là cái thể tích của kỳ tập trung tăng, tức là tim mà càng suy á, thì nó bơm ra ngoài càng kém và ứ máu lại trong tim càng nhiều. Về điều trị của suy tim thì đầu tiên là thay đổi lối sống, ăn ít muối. Muối tại sao mình phải ăn ít muối? Tại vì muối nó giữ nước lại. Và cơ chế trong suy tim á, là mình đã có kết quả NAA cho nên nó đã giữ nước muối rồi. Cho nên chúng ta phải giảm muối, tăng cường vận động lên để cho tăng co bóp cơ tim lên. Nhưng mà dĩ nhiên là tăng cường vận động ở mức vừa phải mà bệnh nhân chịu được thôi, chứ mình tăng cường quá mức thì bệnh nhân không chịu nổi. Rượu và thuốc lá là không có được dùng, và giữ cái trọng lượng cơ thể ở cái mức bình thường, tức là phải dựa vào BMI. Đó, BMI là từ 18 cho đến 25, 26 là bình thường, đó 30 là béo phì rồi nha. Và nếu mà ứ máu ngoài đi nhiều quá thì bệnh nhân phải mang vớ nâng đỡ. Và cái vớ y khoa đó là nó có cái sức co lại tốt để nó về tim. Về điều trị nội khoa là mình dùng thuốc, đó là thuốc trợ tim. Mình cơ trong cơ chế mình có phải nhiều cái kết quả nghe là A, cho nên giờ mình phải dùng thuốc ức chế androstenedione. Rồi mình ức chế thụ thể androstenedione hoặc là nhiễm tim nhanh thì mình dùng thuốc giảm beta để làm cho nhịp chậm lại, hoặc là dùng thuốc giảm mạch khác, ví dụ như là con hắc mạch vành thì mình phải dùng thuốc giảm mạch để ngậm dư lưỡi á. Rồi sức co bóp của cơ tim kém thì mình dùng thuốc trợ tim, và nếu mà bài tiết androsterone nhiều thì mình dùng thuốc ức chế thụ thể androsterone. Nếu mà điều trị nội khoa mà không có hiệu quả thì mình phải áp dụng ngoại khoa. Về điều trị nội khoa bên cạnh những thuốc đó thì còn thuốc lợi tiểu nếu mà chịu nước nhiều quá, thuốc kháng đông, tại vì mình có cái tụ máu nhiều quá thì dễ thành lập các cái cục máu đông và dễ gây tê liệt tim mạch, cho nên chúng ta phải dùng thuốc kháng đông. Và nếu mà nó ứ máu phổi thì căng cho phổi làm cho bệnh nhân đau nhiều, cho nên phải dùng thuốc giảm đau. Về cái điều trị ngoại khoa là chúng ta có thể nông mạch vành, như em biết là nó có phải sơ vữa tắc nghẽn ở đâu đó thì mình phải, nếu mà tắc nghẽn có 70% là phải nông. Thay thế van tim nếu mà trong trường hợp van tim nó không hoạt động được. Đặt máy tạo nhịp trong trường hợp mà nhịp tim quá chậm. Rồi ghép tim nếu mà trong trường hợp cái trái tim đó nó không thể thực hiện chức năng nó, mà có ai đó cho tim thì mình có thể ghép tim. Và trong những tình huống cấp cứu mình đang có thể dùng các cái thiết bị hỗ trợ thân trái, tức là những cái thiết bị này đó là nó sẽ một đầu gắn vào thân trái, một đầu gắn vào động mạch chủ. Ở đây em có cái
bơm chạy bằng tim đó, thì hút máu từ lên ái rồi cái bơm lên động mạch chủ. Cái này thì chỉ là cấp cứu tạm thời thôi chứ không có để lâu trong cơ thể được. Về chăm sóc thì bệnh nhân thường bị ứ máu, vì vậy cho nên là ứ máu ngoài vi á, cho nên ngủ là để chân lên cao, theo dõi thường xuyên dấu hiệu sinh tồn hay theo dõi tư thế, theo dõi mức nhập sức và thể trọng của bệnh nhân, giảm cái lượng dịch cho vào cơ thể. Ví dụ như mình muốn truyền dịch thì mình phải cân nhắc đó, tại vì nó đang bị ứ dịch rồi. Nếu có làm thủ thuật thì phải giải thích cho gia đình bệnh nhân và bệnh nhân hiểu rõ những cái nguy hiểm khi làm thủ thuật. Ví dụ như là đặt ten á, có nhiều bệnh nhân đặt ten rồi cái họ có thể chết ở trên mặt mổ, ví dụ vậy. Thì mình phải giải thích cho bệnh nhân và bệnh nhân phải đồng ý ký trong cái giấy là có chuyện gì thì họ có được tư khởi. Và đối với bệnh nhân suy tim rất là dễ bị nhiễm khuẩn, vậy cho nên là khi sử dụng từ tiêm chích á, là phải khử khuẩn tốt, tại vì bệnh nhân này sức đề kháng kém, vậy cho nên là chúng ta phải giữ cho bệnh nhân không bị nhiễm khuẩn. Thì đó là cái nguyên tắc điều trị thôi. Ở đây là cô có nói vô sâu vô điều trị suy tim. Bây giờ các bạn nghe qua cái suy tim thì các bạn có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi gì về suy tim không? Chỗ nào không hiểu thì hỏi, tại vì mình đừng có không hỏi rồi về nhà học không hiểu thi làm bài cũng được, để hiểu mới làm bài được. Giờ coi lại trong cái bao voi đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi. Đó là những cái điểm chính của cái phần suy tim á. Suy tim cô giảng nhanh là lý do tại mình có học qua rồi ở cái phần suy tim bệnh rồi. Trong cái bệnh học á, thì các bạn có học cái phần bắt tim phải không? Học cái phần thắp tim, giờ thì mình học tiếp cái phần thắp tim. Đó là cái trong cái thắp tim á, chúng ta muốn nói thắp tim thì chúng ta phải nói đến một cái bệnh lý, đó là sốt thắp cấp. Về mục tiêu của bài này là sau khi học thì mình có thể trình bày được nguyên nhân của thấp tim, triệu chứng lâm sàng của thấp tim, các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán và nguyên tắc điều trị. Thì trước khi mình nói đến thấp tim thì mình nói đến bệnh lý sốt thấp nha. Sốt thấp là một cái bệnh lý tự miễn, đó là điều các em cần nhớ. Bệnh lý này xảy ra sau khi chúng ta bị nhiễm liên cầu khuẩn tan máu beta nhóm A. Và cái nhiễm cái này á, thường là nhiễm ở viêm họng, viêm da. Đó là những cái chỗ mà hay bị nhiễm, mà thường là viêm họng. Đó thì sau một cái viêm họng do cái con liên cầu khuẩn này gây ra đó, một hai tuần sau thì bệnh nhân bắt đầu là có những cái dấu hiệu trên các cơ quan như là trên tim, trên khớp,
tinh gia vô trí gia để thành tinh. Thì nói chung là mình có một cái tổn thương vô liên đới ở nhiều cơ quan. Thì số thấp là gì? Đó là một bệnh tự miễn. À, đó là viêm đa cơ quan qua trung gian của đáp ứng miễn dịch. Vì nãy cô nói là bệnh tự miễn xảy ra vài tuần sau khi mà bị viêm họng do đi cầu khuẩn tan máu nhưng mà đó thì bệnh lý này thường xảy ra trẻ em hơn là người lớn. Tuy nhiên người lớn cũng có, trẻ em từ 5 đến 15 tuổi 20% xảy ra người lớn. Và bệnh xảy ra ở trẻ em thì ở người lớn thì cũng vậy, thì cái sang thương chính á là ở mô liên kết ở các cái cơ quan như là tim, khớp, da, dưới da và mạch máu, là nó có những cái tổn thương ở mô liên kết. Những cái tổn thương này nó sẽ hết sau khi chúng ta điều trị, nhưng mà chỉ còn lại cái di chứng duy nhất thôi, đó là di chứng ở trên tim, là bệnh lý mạch tim. Đó thì cái đó chúng ta gọi là thấp tim, tức là bệnh tim sau khi bị sốt thấp. Về nguyên nhân của sốt thấp á, thì đây là một cái đáp ứng miễn dịch đi cùng với nhiễm liên cầu khuẩn. Thì người ta thấy là cái bệnh lý này nó xảy ra vài tuần sau khi nhiễm liên cầu khuẩn, thì nó liên quan đến cái giai đoạn mà tăng cái lượng kháng thể trong máu. Người ta đi tìm những cái nguyên nhân mà gây ra cái liên cầu khuẩn. Ví dụ là người ta tìm cái bằng chứng có mặt của các cái con vi khuẩn trong lúc bị bệnh thì không thấy. À, bằng chứng cho thấy bệnh không trực tiếp do liên cầu khuẩn, nó làm bệnh không xuất hiện cùng lúc với nhiễm khuẩn, xảy ra sau khi nhiễm khuẩn 2-3 tuần, nó phù hợp với giai đoạn có đáp ứng miễn dịch. Cái thứ hai là không tìm thấy con vi khuẩn trong lúc bị bệnh, không có thấy ở cơ quan nào hết. Ngay cả trong khớp, lấy cái dịch khớp ra cũng không tìm thấy vi khuẩn. Rồi lấy máu của bệnh nhân ra thử cũng không có vi khuẩn. Và trong cái viêm, trong cái bệnh lý này thì không có viêm tạo mũ. À, trong cái viêm tạo mũ thì các bạn biết mũ là do xác của các cái bạch cầu đa nhân trung tính cộng với xác của vi khuẩn. Còn đây á, viêm sang thương có trong mô liên kết, nhưng mà không hề có cái tạo mũ. Và bệnh bằng chứng liên quan đến viêm cầu khuẩn, tại sao mình nói nó là do viêm cầu khuẩn, là do cái miễn dịch từ cái con nhiễm liên cầu khuẩn, là tại vì nó xảy ra sau một cái bệnh lý nhiễm liên cầu khuẩn đó, thì nó xảy ra vài tuần sau. Ở cái chỗ nào mà có viêm họng do liên cầu khuẩn nhiều á, thì sau đó cái bệnh lý này xảy ra nhiều. Và khi thử máu của bệnh nhân á, thì thấy cái lượng kháng thể kháng liên cầu khuẩn ở trong huyết thanh cao, hiệu giá cao, và người ta có thể điều trị phòng ngừa bằng kháng sinh. Đó là những lý do người ta nghĩ là nó là do liên cầu khuẩn, là do cái kháng thể của liên cầu khuẩn. Thì bệnh nhân thường bắt đầu là viêm họng. À, viêm họng thì mình sẽ thấy là có thể là viêm tập mũ ở cổ họng, hoặc là các cái nếp ở các cái amidan nó bị viêm. À, bệnh nhân sốt cao, khởi phát đột ngột, băng dính 40 độ, đau họng, nôn khó, chán ăn và mệt mỏi. Thì đây là cái giai đoạn nhiễm liên cầu khuẩn nha, chứ chưa có đến sốt thấp đâu, mới là nhiễm liên cầu khuẩn thôi. Đó. Và cái này diễn tiến là khoảng tuần lễ. Thì khi mà viêm họng thì mấy em có thể thấy đông mũ ở amidan, hoặc là có các cái ke hay các cái nếp ở amidan, thì cái chỗ đó là cái chỗ mà vi khuẩn nó lấp vào ở hai cái amidan, và hai amidan nó sưng đỏ lên, bệnh nhân có thể có khó chịu, ngọt kè. Rồi
đó khi nhiễm khuẩn rồi á thì trong máu mình mới có kháng thể, tức là vài tuần á thì cái kháng thể nó tăng lên. Cái kháng thể này nó sẽ tấn công lên cái kháng nguyên của cái con tim đột khuẩn, nhưng mà đồng thời nó sẽ không phân biệt được những cái kháng nguyên đó là của cái con vi khuẩn hay là của cấu trúc của người. Tại sao vậy? Đó thì mình xem lại cái cấu trúc của con vi khuẩn thì mình thấy cái lớp vỏ bên ngoài của nó có chứa hyaluronic acid, thì khớp cũng có chứa cái acid hyaluronic. Rồi kế đến đó là cái lớp màu đỏ nè, đó là cái lớp vỏ thì có acid hyaluronic. Kế đến là thành tế bào màu xanh thì có protein, thì cơ tim, cơ vân á, là cơ tim là nó có protein em. Rồi cái lớp màu vàng đó thì nó lại có chứa chất đường, rồi có chứa N-acetin glucosamine. Đó thì glucosamine, glycoprotein thì có nhiều ở trong van tim. Rồi cái lớp mà màu trắng chấm xanh đó là nó lại có bupropion, peptidoglycan. Rồi bên trong nữa là các bạn có màng vi sinh chất thì nó có protein, lipid và glucose, thì nó tương đương với lại màng của tế bào cơ tim cũng có những chất đó, cơ đơn thành mạch cũng có các cái neuron ở cái vùng nhân tui, tức là các hạch nền não hoặc là vùng dưới đồi cũng có, và hoàng đá thuận thận cũng có. Như vậy là một số các cái kháng nguyên ở trên cái các cái lớp của cái con liên cầu khuẩn là nó có ở trong cơ quan cơ thể của mình. Đó. Do đó bây giờ khi mà có thành lập kháng thể sau vài tuần á, lượng kháng thể nó lên cao ấy, thì nó tấn công vô một vi khuẩn, nhưng mà đồng thời nó cũng tấn công vô cái cấu trúc của các cơ quan. Thì từ sau 2-3 tuần là vi khuẩn nó tiêu diệt rồi, ví dụ viêm họng là nó hết rồi, nhưng mà kháng thể bây giờ nó tấn công vô các cái kháng nguyên tương tự nằm ở trên các cơ quan. Nhưng mà có điều là không phải khi nào nhiễm liên cầu khuẩn cũng bị hết, nó phải có một cái sự gọi là nhân duyên giữa cái dòng gây ra sốt thấp. Không phải dòng nào cũng gây ra sốt thấp, một số dòng của liên cầu khuẩn gây sốt thấp thôi, và những cái con mà ngoài lớp vỏ có nhiều polysaccharide gặp cái cơ địa dễ bị sốt thấp, tức là những cái cơ địa mà có những cái gen di truyền. Ví dụ HNAD1, 2, 3, 4, 7, vâng. Đó thì tóm lại là phải có cái nhân viên là nhiễm cái con liên cầu khuẩn dòng gây sốt thấp, cộng với lại cái cơ địa của bệnh nhân thuộc rồi là dễ bị sốt thấp. Hai cái đó gặp nhau á mới gây ra phản ứng miễn dịch. Rồi có kháng thể thì mình mới có phản ứng chéo, tấn công vô mô và cơ quan. Đó thì cơ quan nào bị, đó là tim, khớp, não, mạch máu và mô liên kết, và do đó nó được thấp tim. Đó thì trong cái slide này là các bạn có cái sơ đồ sẽ thấy cái cơ chế bệnh sinh. Đó thì khi mà mình nhiễm liên cầu khuẩn thì những cái kháng nguyên là acid hyaluronic nè, N-acetin, glucosamine nè, M-protein nè, polysaccharide hoặc là lipoprotein. Đó thì nó sẽ kích hoạt cái hệ miễn dịch. Thì các bạn có miễn dịch tế bào và miễn dịch thực thể. Đầu tiên là kích hoạt T hỗ trợ, đúng không? T hỗ trợ mới kích hoạt và tiết ra cytokine, nên tạo nên sinh 4-5 mới chuyển cái hệ mô B thành tương bào. Tương bào á nó mới bài tiết IgG và IgM ở đặt kháng thể trong máu, đúng không? Đồng thời á thì tế hỗ trợ nó cũng kích hoạt các cái nền phun tê khác, và ở đây thì chúng ta có bài tiết ra nhiều cytokine,
có thể tấn công lên trên các cái bộ phận như là cơ tim hay là van tim, nó gây ra viêm cơ, viêm bao tim, viêm van tim để đưa đến viêm tim. Rồi nó tấn công lên trên các cái hạch nền não thì nó gây mú vờ, nó tấn công lên trên khớp thì gây viêm khớp, và tấn công lên trên thành mạch thì gây bệnh lý hồng bàng quang. Như vậy là biểu hiện lâm sàng thì trẻ em sẽ có viêm tim, mú vờ, viêm khớp và hồng bàng quang. Thì đó là những cái biểu hiện chính của sốt thấp. Về diễn tiến các sang thương á, thì các bạn có ba cái giai đoạn cơ bản, đó là pha tiết dịch và nói quá, pha năng sinh và pha tạo sẹo. Đầu tiên là pha tiết dịch và nói quá thì nó có tiết dịch, có sợi lắng tụ ở trên các cái sợi collagen và nó làm cho các cái thể sơ mình gọi là cystinoid. Đó thì ở đây các bạn có những cái hạt thóc. Thì cái giai đoạn thứ hai là cái pha năng sinh là tạo hạt. Các bạn có những cái hạt gọi là hạt thóc. Đây là cái sơ đồ một hạt thóc. Trong cái hạt thóc đó mình có collagen chính giữa. Ở chính giữa này những cái collagen là nó đã bị quỷ rồi, bị hoại tử. Tuy nhiên xung quanh á, thì còn những cái sợi collagen còn tốt. Rồi bao xung quanh nữa thì các bạn có tổng dụng các tế bào viêm. Đó thì các tế bào viêm các bạn có là các tế bào lympho, các cái tương bào nha. Và có những cái tế bào mà chúng ta gọi là những cái tế bào ascot và những cái tế bào gọi là những cái tế bào ascot. Đó thì tế bào ascot hay là thể ascot á thì nó có tế bào ascot. Đó thì nó nằm ở mô kẽ cơ tim, tức là các cái hạt thóc á là nó nằm ở mô kẽ cơ tim, mô liên kết dưới nội mạc cơ tim, dưới da, nằm ở bao tim, khớp và mạch máu. Những cái tế bào đặc trưng của cái hạt thóc đó, thì là những cái tế bào tương đối là lớn. Ở đây là các bạn thấy những cái tế bào này tương đối lớn so với các cái tế bào viêm bình thường. Đó thì trong đó là có bộ matin lắng tụ ở trung tâm và tạo thành các cái dải gợn sóng. Rồi chúng ta cũng có cái đại thực bào đa nhân. Đây là cái hình ảnh của các cái đại thực bào đa nhân. Đó thì mình học có gọi là đại thực bào, gọi là tế bào ascot. Nói chung là trong cái hạt thóc này thì mình có bao xung quanh là nhiều cái loại tế bào viêm. Và những cái hạt thóc này nó xuất hiện ở mô kẽ của các cái tế bào cơ tim. Trong mô cơ tim thì mấy em có các tế bào cơ tim, rồi mấy em có một mô kẽ đó thì nó tụ vào các cái mô kẽ. Và mấy em tưởng tượng là mô kẽ mà có nhiều hạt thóc như vậy á thì là cái tim nó sẽ co bóp kém, tại vì nó sẽ giảm co bóp, vì vậy nó sẽ đưa lên suy tim. Cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn tạo sẹo, tức là sau khi thành lập cái hạt thóc đó rồi thì qua đến cái giai đoạn lằn tạo sẹo. Đó thì đây là các cái hình ảnh các cái hạt thóc ở trong mô cơ tim. Và pha thứ ba thì tạo thành sẹo, tức là chúng ta có sự xuất hiện của các cái tế bào tạo sợi, tức là fibroblast. Nó tạo ra nhiều collagen và nó sẽ tạo thành những sẹo hình thoi nhỏ sau 2-3 tháng. Và như vậy thì chúng ta có cả ba giai đoạn lặp đi lặp lại nhiều lần. Những cái sang thương cũ chồng lên những cái sang thương mới một lúc và nó bị như vậy còn đợt là kéo dài từ 4 cho đến 6 tháng. Như vậy là cái bệnh sử là cái em bé đó nó bị viêm họng, rồi 2-3 tuần sau nó mới bị sốt thấp, thì sốt thấp kéo dài vài tháng. Rồi sau đó thì
trong cái việc mà diễn tiến của chúng ta ha, thì thực tiên đó là có bị viêm toàn tim, có thể đưa đến suy tim. Ở khớp thì nó gây ra viêm khớp, ở mạch máu thì nó gây viêm mạch máu, ở da thì nó gây bệnh lý về da, ở não thì nó gây bệnh lý về não. Bây giờ ở tim mình nói đi từng cơ quan, hậu quả của cái công tác là gì? Ở tim thì các bạn có viêm toàn tim hoặc là một trong ba cái thành phần của tim, đó là nó viêm nội mạc cơ tim, nó bị các cái van tim. Cái thứ hai là nó nằm ở cơ tim thì nó làm cho co bóp của cơ tim bị suy yếu, cho nên nó gây suy tim. Và cái thứ ba là nó gây ra viêm cái bao tim. Đó thì bao tim nó gồm có hai lớp, tức là lá lành và lá tạng. Cho nên là khi nó viêm bao tim thì nó có nhiều cái sợi fibrin. Do đó khi mà hai cái lá lành và lá tạng nó cọ sát vào nhau á thì nó không có êm ái như trước. Và cái bao tim khi mà nó viêm á thì nó bị cứng, hơi cứng lại. Do đó nước nó giãn ra thì nó sẽ giãn không có tốt. Thì trong mấy cái thang xương ở trên tim á thì sau cái đợt mà hết thuốc thấp rồi á thì nó hết, nhưng mà riêng cái thang xương ở trên van tim, tức là trên nội mạc cơ tim, thì kéo dài và vĩnh viễn. À, thì nó hay bị cái van, đó là van hai lá, hoặc là vừa van hai lá vừa van động mạch chủ, và không bao giờ thấy bị van ba lá một mình. À, và cái van á thì nó bị gì, lúc đầu nó phồng lên, tức là cái van tiết dịch á, cái van nó bị phồng lên, nước ở trong đó không à, cấu trúc ở trong đó trở nên lỏng lẻo. Rồi sau đó thì tế bào đại thực bào không nhập vào mà lỏng dụng collagen, tức là trong cái quá trình diễn tiến thì nó sẽ hoại tử sợi quá, tức là có nhiều collagen. Sau đó thì bắt đầu là nó mọc các cái chồi ở van tim. Đó thì cái van bình thường các bạn thấy là cái viền này nó trơn láng, còn đây nó mọc nhiều chồi vậy đó, không còn trơn láng nữa. À, đó do đó là cái van nó bị biến dạng và nó có nhiều collagen nhưng quá sợi cho nên nó cứng hơn. Đó, do đó là các bạn có đây là van hai lá giống như miệng cá ha. Thì đây các bạn thấy nó lỗ nhọn ở trên cái lá van và cái van nó bị biến dạng, đồng thời nó dính lại mép van, từ ngoài nó dính vô trong. Do đó là hậu quả là mình sẽ có là bệnh van hai lá đó, hẹp van hai lá hoặc là hẹp van động mạch chủ. Đây là các bạn thấy nó dính từ bên ngoài vào trong. Đối với lại cơ tim thì chúng ta có những cái hạt thấp ở các cái mô kẽ cơ tim bị giảm sức co bóp, do đó nó sẽ đưa đến suy tim sung huyết, đúng không? À, thì nó ứ máu lại. Ví dụ như ở bên tay trái mà nó giảm co bóp thì nó ứ máu lại phổi, đúng không? Còn ở bên tay phải mà nó giảm co bóp thì nó ứ máu lại phổi. Thì bao tim thì nó cũng viêm thanh dịch quá lợi, do đó nó làm giảm cái sức giãn của bao tim. Nãy tôi có nói rồi. Về khớp thì thường xảy ra ở người lớn hơn trẻ em. Đó, thì khớp thì nó có một cái đặc điểm là xảy ra ở khớp lớn, thường là đầu gối hoặc là mắt cá, rồi sau đó là khớp vai, tay, cổ tay, khuỷu và các khớp khác. Và khi mà nó viêm khớp thì nó có một cái đặc điểm là viêm đa khớp di chuyển. À, chỗ này các bạn nhớ, à, nó đa khớp tức là nó xảy ra nay khớp này mai khớp kia, thay đổi chạy tùm lum, nó là nó chạy tùm lum á. Một cái đặc điểm nữa là sau khi hết viêm khớp không để lại di chứng, tức là không có phá hủy khớp. Sau khi hết rồi thì cái khớp nó bình thường trở lại. À, nó khác với lại cái đau khớp mà do viêm khớp dạng thấp. Viêm khớp dạng thấp ở cái người trung niên á, họ cũng bị viêm khớp, nhưng mà sau cái thời gian, một thời gian đó, cái khớp nó bị phá hủy.
cái sụn nó bị phân hủy hai cái đầu xương đó gần với nhau, thì khi nó dính lại với nhau ở do đó là cái sát thương đó là nó vĩnh viễn. Còn ở đây á, cái sát thương nó tạm thời thôi và nó không có để lại chứng. Về vi thể thì trong khớp có tiết nhiều thanh dịch, sau đó là cái khớp nó bị sưng lên à, và dĩ nhiên là nó giới hạn sự động khớp. Về mạch máu thì nó có thể là xuất hiện viêm mạch vành, viêm động mạch thần, động mạch não, động mạch nhỏ, và cái thành mạch nó cũng bị đông thì cái hạt thấp giống như là tim vậy đó. Thành mạch thì rất là mỏng mà bây giờ đông thấy cái hạt thấp đó, vì vậy cho nên thành mạch nó yếu và dễ vỡ, đúng không? Ngoài ra đó thì đóng trên cái hạt thấp như vậy á, thì cái thành mạch phía trong nó không còn sơ tán nữa, do đó nó dễ tạo ra đông máu bên trong động mạch, đúng không? Và nó tạo thành những cái huyết khối nhỏ nhỏ và những cái huyết khối nó có thể gây tắc nghẽn, được chưa? Bây giờ ở mô dưới da thì chúng ta cũng có những cái hạt thấp đó, thì nó tạo thành những cái hạt thấp và nó tiết dịch. Đó, thì chúng ta có cái hồng ban phần, thì hồng ban phần chỉ xảy ra ở da, chi và thân trong vòng 1-2 ngày và nó có thể kéo dài một tuần ví dụ vậy ha, và sau khi hết rồi đó thì không để lại di chứng. Thì đây là các bạn thấy hình ảnh của hồng ban phần, thấy nó rất là sợ nhưng mà nó không đau, không ngứa, không có gì hết ha. Và ra thời gian thì nó lặn mất đó, thì đây là ảnh của hồng ban phần. Về não bộ thì chúng ta cũng có cái tấn công lên trên vỏ não, hạch nền não, đồ thị và vỏ tiểu não đó, mạch máu ở cái vùng não bộ cũng bị ảnh hưởng và nó gây ra một cái bệnh lý gọi là búa vờ. Tức là cái đứa bé nó có những cái cử động như múa vậy đó, tay chân nó uốn éo và không có điều khiển được. Tức là nó xảy ra, tự xảy ra cái đứa bé nó không có điều khiển được. Thì cái đó gọi là búa vờ. Và cái búa vờ này nó có thể kéo dài cả năm rồi nó mới hết. Như vậy là về lâm sàng của sốt thấp đó, thì 40-50% trường hợp là bệnh nhân có viêm tim và nó thể hiện bằng những cái đợt viêm tim cấp hoặc là tái phát, thì nó có kèm những cái triệu chứng. Tức là ngoài cái viêm tim á, có nhiều khi là chỉ viêm tim không thôi, nhưng mà có nhiều khi á là nó kèm theo các cái triệu chứng khác, ví dụ như là viêm cả một lúc ba cái, tức là viêm cơ tim, viêm bao tim, viêm cái nội tâm mạng, và nó gây ra suy tim. Đó, thì cái triệu chứng suy tim giống như nãy chúng ta học, tức là chủ yếu là khó thở, ho, khò khè, đau ngực. Đó, thì trong cái slide này các bạn có ba phần, đó là viêm nội tâm mạng, viêm cơ tim và viêm mạng ngoài tim. Đó, thì ở đây mình đọc cho biết thôi, mình cũng không có cần đi sâu lên chi tiết, mình chỉ biết là nó viêm ba phần. Và trong ba phần này thì mấy em nhớ cho cô là di chứng quanh tim là những bệnh viện. Ở trên cơ tim hay là trên bao tim thì nó có thể sau một thời gian thì nó hơn, nhưng mà trên bao tim thì vẫn còn. Đó, thì bệnh nhân bị viêm tim toàn bộ, viêm hoặc ngoài tim, cơ tim hoặc là van tim, nhân sốt cao, mệt lả, có thể có dấu hiệu nhiễm khuẩn, nhiễm độc, diễn tiến cơ đến suy tim và tử vong. Không điều trị tích cực thì có thể cơ đến tử vong. Về búa vờ, đó là mô tả về búa vờ, thì 15% trường hợp là đứa bé nó không búa vờ. Búa vờ á thì là nó là một cái tự động, là tự không tự ý, tức là cái người bệnh không có kiểm soát được. 10 bệnh có thể bị thay đổi tính tình,
sức cơ giảm, có thể yếu liệt một chi, có thể có những cử động bất thường giống như là uốn éo, bắt sữa, cái tay bắt sữa ha, rồi uốn éo hình đôn ốc giống như múa vậy đó, ta mới gọi là múa vờn. Và trẻ em nó bị vậy khoảng năm, và mỗi lần mà nó xúc động, nó giận dữ hay gì đó thì các cái cử động không có tự ý cho nó tăng lên. Ngược lại khi mà nó ngủ thì nó giảm bớt đi. Ở thời gian thì có thể kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng hoặc là cả năm. Nhưng mà có điều may mắn là nó tấn công cái não, nhưng mà khi nó hết đi rồi thì không thể lại di chứng. Thì cái đó là cái điều may mắn. Tóm lại thì có để lại di chứng trên tim thôi, mà cái này cũng trụ chết rồi. Rồi nốt dưới da, đó thì mình cũng có xuất hiện những cái nốt thấp ở dưới da. Đây các bạn có những cái nốt thấp như hạt đậu á, không có đau, ăn có di động không đau, và thường là nó nằm ở gần cái chỗ mà tiếp xúc với xương. Đây là ở gần cái khúc khuỷu. Và cái nốt thấp này cũng không ở lâu, vài ngày đến vài tuần thôi, sau đó thì biến mất và không thể làm di chứng. Rồi bây giờ bệnh ngoài da thì nó gây hồng ban vòng là chiếm có 5% thôi. Đó thì nằm nó xuất hiện ở thân người gần gốc chi di chuyển, tức là cái sang thương nó di chuyển. Nó có những cái vòng ở bên ngoài đó là đỏ đậm, và bên trong thì nhạt hơn và không ngứa không đau. Vì vậy cho nên nó không có làm cho cái đứa nhỏ khó chịu gì cả. Nhưng mà nó cứ nổi tới nổi lui vậy, kéo dài nhiều tháng, rồi sau đó tự biến mất, không để lại di chứng. Bên cạnh những cái dấu chứng điển hình đó, thì bệnh nhân có thể có những cái triệu chứng phụ, ví dụ như là sốt kéo dài, không có cơn cử điển hình, mệt mỏi, điên ăn, cả máu cam, đau ngực, hồi hộp, mạch nhanh, đau khớp, đau viêm phổi, đặc biệt màng phổi. Cái này xảy ra cùng với viêm tim và suy tim. Ngoài ra là không có loại trừ là những dịch mà cho nên nó tấn công luôn cái thận, gây viêm thận cấp, gây nhiễm trùng tiểu máu đi thể. Thì đứng trước một cái bệnh cảnh lâm sàng vậy thì người ta phải làm cái xét nghiệm bệnh lâm sàng để chẩn đoán xác định. Đó thì người ta tìm những cái dấu hiệu nhiễm liên cầu khuẩn, dấu hiệu viêm và dấu hiệu tổn thương tim. Đó thì dấu hiệu nhiễm liên cầu khuẩn là người ta làm cái phẫu thuật để tìm một liên cầu khuẩn, rồi định lượng kháng thể ở trong máu, đó định lượng ISO hoặc là thể tự miễn khác, hoặc là tìm dấu hiệu viêm bằng cách là đo vận tốc lắng máu và CRP. Đó thì sẽ có vận tốc lắng máu tăng và CRP tăng. Thử máu thì thấy bạch cầu tăng và viêm, đúng không? Bệnh nhân có thiếu máu nhẹ, đặc sắc, đặc bào và protein trong tuyến tương là tăng, là viêm, nào các bạn viêm rồi, đúng không? Về dấu hiệu tổn thương tim thì cũng biết bằng cách là mình làm điện tâm đồ, mình làm siêu âm, chụp X-quang, thì nói tóm lại là mình sẽ thấy là gì? Sẽ thấy là tim to, đúng không? Bù môn kẽ, có thể thấy hình ảnh xung huyết ở phổi, và làm siêu âm thì có thể thấy bệnh van tim. Đó, để xác định chẩn đoán thì chúng ta có tiêu chí chẩn đoán của chúng kết trôn. Đó thì mình có 5 tiêu chuẩn chính, đó là viêm tim, viêm tốt, mũ vờn, hoặc vọng và nốt thấp, tức là nốt hay nét. Thì tiêu chuẩn phụ thì bệnh nhân có sốt, đau khớp, tiền căng, bệnh sốt thấp, có phản ứng viêm như là bạch cầu trong máu tăng, vận tốc lắng máu tăng và CRP tăng, và cái thời gian dẫn truyền nhĩ thấp kéo dài. Đó thì mình liệt kê ra những cái tiêu chuẩn chính và tiêu chuẩn phụ,
nếu mà hai tiêu chuẩn chính cộng với lại có một cái bằng chứng nhiễm liên cầu khuẩn, hoặc là hai tiêu chuẩn chính, một tiêu chuẩn chính cộng hai tiêu chuẩn phụ cộng với bằng chứng nhiễm liên cầu khuẩn, thì chúng ta xác nhận là bệnh nhân có bị viêm khớp, có bị thâm khớp, cái gì thâm thâm tim. Về chẩn đoán phân biệt thì trong cái bệnh lý này là bệnh nhiễm dịch, thì trong cơ thể mình cũng có trong cái bệnh học mình cũng có những cái bệnh lý nhiễm dịch, ví dụ như đau khớp giãn thấp chẳng hạn đó, thì trong viêm khớp giãn thấp nó cũng đau nhiều khớp, vậy thì làm sao phân biệt được đó, thì cái bệnh lý này á, là các bạn nhớ là nó là xảy ra tuổi thiếu niên đến khi xảy ra người lớn, trong khi viêm khớp giãn thấp thì xảy ra tuổi thiếu niên còn rồi viêm khớp giãn thấp thì nó gây tổn thương khớp, còn đây là không có gây tổn thương khớp. Rồi mình phải phân biệt cái viêm khớp nhiễm trùng bằng cách nào, tức là chọc lấy cái dịch khớp ra mình tìm vi khuẩn, thì mình không có thấy vi khuẩn nào hết á, trong bệnh này có thấy vi khuẩn. Rồi phân biệt với nhiễm trùng máu, mình có sốt mà với lại nhiều cơ quan bị vậy đó, thì mình chọc cái dịch khớp ra lấy máu, lấy cái dịch khớp thử không có vi khuẩn, lấy máu thử không có vi khuẩn. Rồi phân biệt viêm khớp với thâu bệnh tị hoặc là xương hàm thì mình dựa vào lịch sử. Viêm khớp dị ứng tức là nhiều người uống thuốc xong rồi nổi mụn nước, rồi nổi trùng lum đầy người đó, đến tổn thương về da, đó là cái hội chứng Sinusoidal rất là nặng, thì cái này phân biệt bằng cách là cái này nó là chủ yếu nó suy tim nhiều hơn, và nó bị những cái bệnh cảnh nó có những cái cơ quan nhiều cơ quan bị. Rồi phân biệt như ung thư máu, ung thư xương, đau nhi do tăng trưởng, thường thường gặp ở mấy đứa trẻ là cái xương dài của nó hai đầu nó có những cái sụn tăng trưởng á, và nó sẽ tiếp tục tăng trưởng hoài, cho nên cái xương càng ngày càng dài ra. Thì ở chỗ hai cái đầu xương ở chỗ xương tăng trưởng, mỗi khi mà nó hoạt động mạnh lên thì nó đau giống như đau khớp vậy đó, nên thì chúng ta phải phân biệt đó. Rồi chẩn đoán bệnh suy tim với lại những cái nguyên nhân mà khác mà đau khớp cũng gây suy tim. Rồi chẩn đoán với lại bệnh thần kinh có gây mú bờ, nhiều cái bệnh thần kinh cũng có gây mú bờ như vậy, thì chúng ta phải suy luận để mà chúng ta có cái chẩn đoán phân biệt. Bây giờ là thể hiện mô bệnh về mặt lâm sàng, thì bệnh thể hiện bằng những cái đợt thấp cấp hoặc là nó chuyển sang mãn tính, và trên cái là mãn tính chúng ta có những cái đợt cấp, do đó là chúng ta có đợt thấp cấp là đầu tiên hoặc là đợt thấp tái phát, thì mình chẩn đoán dựa vào di chuyển thuốc chết trôn. Rồi mình chẩn đoán thấp tốt cấp hoặc là thấp tim cấp hoặc là cú bờ, và mình chẩn đoán bệnh văn tim. Về diễn tiến của bệnh á, thì sau một cái đợt đầu tiên thấp cấp có thể là nó khỏi nha, là thấp khớp thường là chỉ một vài tuần đến một vài tháng, thấp tim thì kéo dài từ 6 tuần đến 6 tháng, cú bờ là từ vài tháng đến 1 năm. Đó, thì đó là cái nó tóm lại là đứa bé sau khi nó bị viêm họng dài tuần sau thì nó bị sốt thấp và nó có thể khả năng đi vô bệnh viện, đi vô đi ra cả năm vậy. Nếu nó suy tim thì nó có khả năng nằm bệnh viện là hàng mấy tháng. Thì ở đây các bạn có cái hình, ở đây là cái thời gian tính bằng tháng á, và các cái triệu chứng viêm khớp, viêm tim, hồng bạc vòng, mú bờ và các đốm dưới da, nó có thể kéo dài nhiều tháng. Về biến chứng trong đợt thấp cấp, tức là cái đợt đầu tiên, đợt thấp cấp đầu tiên hoặc là những cái đợt thấp cấp tái phát á, cái biến chứng có thể gặp là cái gì? Đó là suy tim, phù phổi,
đưa đến rối loạn nhịp tim và tử vong. Đó là cái biến chứng thứ nhất. Thứ hai là di chứng van tim. Đó thì 25% là viêm tim nhẹ và trên 75% là viêm tim nặng thì nó sẽ đi đưa đến di chứng van tim. Về tái phát thì thường ở trong 5 năm đầu tiên là nó có thể tái phát. Vì vậy cho nên chẩn đoán cái này xong rồi thì phải làm sao thường để cho nó tái phát. Tại vì nó tái phát đó, người ta sợ là cái di chứng ở trên cái van tim. Đó. Ở những bệnh nhân mà có di chứng van tim á thì tỷ lệ tái phát gấp 5 đến 6 lần so với là không có. Bây giờ thì cô nói về điều trị, nguyên tắc điều trị xuyên tốt thấp và tắc tim là sao? Nghỉ ngơi, đó, có nhiễm khuẩn thì mình cho kháng sinh, kháng viêm, bú bờ thì mình cho thuốc an thần và điều trị biến chứng suy tim hoặc là phù hợp ấy, nếu có. Thì trong cái slide này đó các bạn có đây là thời gian nghỉ ngơi, thời gian nằm viện tại giường là nằm viện và thời gian về nhà. Nếu mà viêm khớp thì nằm viện 2 tuần, về nhà 2 tuần nữa. Nếu mà viêm tim nhẹ thì nằm viện 4 tuần, về nhà 4 tuần nữa. Viêm tim trung bình là nằm viện 6 tuần, về nhà tiếp 6 tuần nữa. Viêm tim nặng á, nằm viện 6 tuần cho đến hết viêm tim và ở nhà về nhà là 3 tháng tiếp. Tóm lại thì các bạn thấy là tùy theo cái triệu chứng mà đứa nhỏ kể như một năm sau đó là nó bệnh hoài. Mà bệnh khéo á, mình không có để cho nó vô van tim á thì nó khỏi hẳn. Còn nếu mà nó vô van tim á thì nó chưa xuất hiện bệnh van tim đâu, tới lúc nó trưởng thành nó mới xuất hiện. Về cái quan trọng trong phòng ngừa, đó điều trị dễ thôi, điều trị cho kháng sinh thôi. Đó thì cho nhóm penicillin, đó thì một mũi duy nhất là có thể tiêu diệt bệnh, ha, một mũi duy nhất thôi. Hoặc là bây giờ người ta không có chích penicillin, thì chích penicillin nó bị không phòng vệ chết á. Vì vậy cho nên mình uống kháng sinh thì có nhiều loại kháng sinh, bệnh nhân phù hợp với kháng sinh nào thì mình cho uống kháng sinh đó. Rồi bây giờ cái vấn đề là chúng ta phòng ngừa. Đó thì bây giờ phòng ngừa ta, phòng ngừa là phòng ngừa cái gì? Phòng ngừa là để cho nó không có bị bệnh van tim. Bệnh van tim là bệnh gì? Đó là hẹp van hai lá, hẹp van hai lá và hẹp van động mạch phổi, hai cái gặp. Nó cũng có thể hở van nhưng mà đa số hẹp van. Câu xin dịch em có đọc, em xin học em có đọc. Đọc đâu vậy? Bây giờ nó phòng ngừa thì ở đây điều trị thì cô có cho các bạn là điều trị tấn công và duy trì là điều trị kháng viêm, kháng sinh, rồi kháng viêm, điều trị em xem an thần và điều trị biến chứng. Biến chứng nếu có thì mình điều trị biến chứng. Ví dụ như biến chứng là suy tim thì nghỉ ngơi, chích chế muối nước cho lợi tiểu, trợ tim giảm mạch. Suy tim mà nặng thì có thể cho corticoid, tại vì đây là đáp ứng miễn dịch mà. Phù khuẩn cấp thì điều trị phù khuẩn cấp. Cái quan trọng của cái bệnh lý này đó không phải là cái chẩn đoán, mà cái quan trọng là chẩn đoán xong rồi đó, điều trị xong rồi là phòng ngừa. Đó thì trước đây á là phòng ngừa là mỗi em mà nó bị vậy đó thì mỗi tháng nó phải vô viện di động để chích một mũi mini và chích cái hoài cho tới 15 tuổi mới được hơn thì nó mới không có ưu tiên. Bệnh nhân của mình mà em kêu chích đến 15 tuổi đó, ít có người mà đeo đuổi tới 15 tuổi đó, chích vài tháng xong trốn mất à. Đó chính vậy nó hay vô anh tim. Rồi bây giờ phòng ngừa tiên phát tức là điều trị viêm họng cho kỹ là không để gây thấp xảy ra. Đó, điều trị viêm họng thì phải kháng sinh đúng không, có thể kháng viêm và chẩn đoán cho đúng để điều trị cho nó hết. Còn thấp thứ phát
tức là nếu mà trẻ con nó có bị thấp rồi á thì không cho nó tái phát cái thấp đó. À, do đó là bây giờ đó thì tăng thuốc đi đi nữa, bây giờ người ta vô uống kháng sinh và uống hoài cho tới 18 tuổi, ngày nào uống á uống hoài cho tới 18 tuổi thì mới ngăn được cái vụ mà vô van tim. Đó thì người ta có thể phòng ngừa bằng những chích peni hoặc là uống peni hoặc là uống các cái kháng sinh khác. À, nhưng mà mấy em thấy là phải uống hoài, hoài tới 18 tuổi. Được chưa? Thì đó là cái bài tập tiền. Bây giờ á, cô qua một cái bài khác nhưng mà nó nằm trong cùng một con voi. Đó thì cái bài khác là cái bài viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Cái tựa của nó đó là mấy em thấy viêm nội tâm mạc tức là viêm mấy cái van tim á mà là do nhiễm khuẩn. À, có nhiễm gì trùng. Còn cái nãy là thấp tim á, nó chỉ là bệnh lý miễn dịch thôi. Trước đó là nó có nhiễm khuẩn nhưng mà 2-3 tuần sau thì cái bệnh lý nó mới xuất hiện thì nó là do cái đó cũng miễn dịch. Còn ở đây á, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn tức là đây mình có nhiễm vi khuẩn. Hai chuyện đó khác nhau nha, mình đừng có lẫn lộn. Đó thì viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn là một cái bệnh lý nặng đối với lại cái người bệnh. À, tại vì á là vi khuẩn nó xâm nhập vào tim và nó xâm nhập vào các cái van tim và nó làm viêm các cái van tim. Và các cái van tim khi mà nó bị viêm thì những cái sang thương nó sẽ hủy hoại cái van tim. Hậu quả thì nó có thể đưa đến là bệnh lý về tim. Đó là bệnh van tim. À, thì mình có thể có bệnh hẹp van, bệnh hở van. Đó là hoặc là hủy hoại luôn cái van. Nhiều cái bệnh lý là van nó có hoạt động được á, mình phải thay van nhân tạo. Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn về diễn tiến của nó thì có thể là cấp tính hoặc là bán cấp tính. Đó thì nguyên nhân là do nhiễm suy. Đó, mấy em có các loại suy như adenovirus, enterovirus, influenza virus, cúm, điều bị cúm, thủy đậu, rubella, quai bị và HIV. Viêm cơ tim do nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn gì? Tức là những cái vi khuẩn thường gặp do amip, nấm, rickettsia hoặc là botulinum hoặc là do bệnh lý miễn dịch. Đó thì hai cái diễn tiến là cấp tính và bán cấp là hai cái thể thường gặp. Đó thì cấp tính là sốt nè, bệnh thường là xảy ra là do các cái vi khuẩn tập ngủ. À, những cái vi khuẩn này nó trước đó là bệnh nhân phải có một cái chỗ nào đó bị nhiễm khuẩn rồi vi khuẩn nó mới theo đường máu nó đi vô tim. Đó thì cục nhọt nè hoặc là sau khi xanh bị nhiễm khuẩn nè hoặc là viêm tủy xương, viêm tủy răng, nói chung là nó phải có một cái ổ nhiễm khuẩn viêm đú vậy đó. Đặc biệt ở đây vẫn còn nói là phải vệ sinh răng miệng kỹ, tại vì mấy con vi khuẩn mà ở răng miệng á là nó nằm đó nó có vi bệnh nhưng mà nó rất thích vô tim. Khi nào cơ thể nó bị suy yếu thì nó gây viêm đú, viêm tủy răng gì đó và nó rất là dễ thích đi vô tim. À, bây giờ vi khuẩn nó phải theo đường máu, tức là mình có một cái ổ nhiễm trùng ở đâu đó, xong rồi từ đó vi khuẩn nó đi theo máu nó mới đến van tim. Và nó đến van tim á thì nó lại thích vô cái van hai lá và van động mạch chủ. Và nó gặp các cái chồi gọi là các cái chồi vi khuẩn đó đó. Đó thì trong cái ban cấp thì nó cũng vào máu rồi nó cũng đến van và nó gây tổn thương van nhưng mà ở cái mức độ nặng hơn. Ở thường á là cấp tính rồi cái cơ thể mình chống chọi lại nó qua được á là cái con vi khuẩn nó không có độc lắm. Nhưng mà đối với lại bán cấp á thì
cái giai đoạn đầu mà đáp ứng cơ thể mình nó không có thắng nổi cái con vi khuẩn á, thì lúc đó mình mới sang cái giai đoạn bán cấp. Thành ra là giữa cái nội tâm mạc, viêm nội tâm mạc là cấp tính với lại bán cấp á, thì cái bán cấp là nó nặng hơn cái cấp tính. Ở đây á, là các bạn có cái hình nó mọc lên các cái chồi vi khuẩn ha. Thì cái chồi này á, nó dễ rụng ha, và có nhiều vi khuẩn, cho nên là khi mà nó rụng á, thì nó lôi theo những cái vùng mô ở xung quanh và bị viêm theo á, nó rụng xuống, rụng xuống rồi nó theo dòng máu nó đi tới cái chỗ khác để nó gây ra nhiễm khuẩn ở cơ quan khác, và hậu quả là gì, cái van tim của em nó bị biến dạng, đúng không? Ở thì đây mấy em thấy là cái van tim nó có ba cái vòm đó, cái đây là van hai lá hoặc là van động mạch chủ, ở đây là van động mạch chủ, thì mấy em thấy là cái vòm ở chính giữa này nó bị rụng hết rồi, nó bị biến dạng, đúng không? Ở đây vậy mấy em thấy mấy cái van này nó biến dạng, không còn nhìn ra được ba cái lá van của cái van là động mạch chủ nữa. Gần, đây á, thì các bạn có hai cái lá van này bình thường nè, còn cái lá van này thì biến dạng ha. Và mình còn nhìn thấy các cái chồi ở đây có nhiều vi khuẩn. Đối với lại thể bát cấp á, thì thường cũng có một cái bằng chứng là mình nhiễm khuẩn ở đâu đó. Đó thì nhiễm khuẩn ngoài da, ví dụ như là mụn nhọt, thâm xe, vết đầy xước, bỏng, rồi nhiễm trùng ở răng hàm mặt, ví dụ như người nào bị viêm xoang, viêm tốn, viêm họng, hoặc là ở hệ tiểu sinh dục, ví dụ như sau khi sanh bị sốt nhau, phá thai bị nhiễm khuẩn, hoặc là phẫu thuật bị nhiễm khuẩn, hoặc là nhiễm trùng tiểu, rồi về tiêu hóa thì viêm ruột già, nhiễm trùng đường mật, ung thư đại tràng, hoặc là sử dụng làm các cái thủ thuật không có bảo đảm vô trùng, hoặc là chích ma túy, đó thì thường là cái vi khuẩn mà nó xâm nhập là nó loại độc tính hơn là cái loại cấp tính. Thì về cái viêm nội tâm mạc mà nhiễm khuẩn về lâm sàng đó, các bạn chỉ nhớ là nhiễm khuẩn thì phải có hội chứng nhiễm khuẩn. Hội chứng nhiễm khuẩn là sốt cao nè, chán ăn nè, mệt mỏi nè, yếu cơ, trùng cơn, xanh xao, đó là mình gọi là hội chứng nhiễm khuẩn. Hội chứng này có thể gặp trong những nhiều bệnh khác nhau, nhưng có cái không phải chỉ có một bệnh. Rồi bây giờ cái thứ hai là gì? Nó vô tim, nó vô tới nội tâm mạc thì nó làm tổn thương van tim. Vì vậy cho nên mình sẽ nghe âm thổi, đúng không? Khi mà nó hẹp van hay gì đó, máu nó chảy qua cái chỗ bị hẹp thì nó sẽ phát ra âm thanh, ở đó là xuất hiện âm thổi. Hoặc là trước đó bệnh nhân có một cái bệnh thấp tim rồi, âm thổi là bị biến đổi cái âm sắc của nó, nó trở nên là rõ ràng hơn hoặc là lớn hơn hay là gì đó, tức là nó thay đổi cái đặc tính của âm thổi. Rồi bệnh nhân có dấu hiệu của suy tim, rồi bệnh nhân có dấu hiệu của rối loạn nhịp tim, và bệnh nhân có những cái dấu hiệu ngoài tim, ví dụ như là xuất huyết ở da, ngón tay dùng đóng, rồi những cái sang thương do tắc mạch, rồi lắc to, tiểu máu đại thể hoặc là vi thể, hoặc là dấu hiệu tắc mạch ngoài vi. Đó thì đây mấy em có, đây là xuất huyết từng mảng ở dưới móng tay, đúng không? Đó, rồi ở đây thì xuất huyết ở trong phổi mạc, gọi là đốt phổi le. Đó thì đây là cái chỗ thì xuất huyết ở trong phổi mạc. Thường là xuất huyết trong phổi mạc mà ít thì mắt mờ, mà xuất huyết nhiều thì không thấy luôn á. Rồi tắc mạch đó là những cái vết ban đỏ xuất huyết, đầu thì đen giống như đầu đinh á, gọi là đầu đinh, không di chuyển,
ở đâu là đó thì nó tắc mạch chỗ này bị hoại tử, bị hoại tử cho nên là nó bị đen lại, nó có thể là xảy ra lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân do trùng, tức là vi khuẩn nó di chuyển vào đồng máu, nó tạo thành cột nó trong cái man tim rồi nó rụng xuống, xong rồi nó theo máu đi tùm lum rồi nó gây tắc nghẽn. À, hoặc là chúng ta có những cái nút và cũng là do cái tắc mạch, đó là có thể xảy ra ngoài da, đó, ở đầu ngón tay, hoặc là gần thân, và những cái chỗ này nó cái đầu nó cũng hơi đen đen là do ngoại tử, rồi nắm ngón tay đều đông. Về chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thì mình sẽ dựa vào các tiêu chí. Thì ở đây cô có cái bảng so sánh viêm nội tâm mạc cấp tính và bán cấp. Ở chỗ này á, mình so sánh thì mình chú ý nè, độc tính của vi khuẩn á, trong viêm nội tâm mạc cấp là yếu hơn là bán cấp. Tổn thương van á, thì trong viêm nội tâm mạc cấp tính thường là có tổn thương van hơn bán cấp. Rồi á, thì đối với lại viêm nội tâm mạc bán cấp á, trời to hơn, mềm hơn, nhiều hoại tử hơn đó, cho nên khi nó rụng xuống thì nó làm tổn thương van nhiều hơn. 50% chết trong vài ngày đến vài tuần, trong khi viêm nội tâm mạc cấp tính thì có thể khỏi bệnh, là phần lớn là khỏi bệnh. Vi khuẩn ở trong máu thì ở cái bán cấp là nhiễm trùng máu, còn ở cái cấp tính á, thì là thường là có những cái dịch tiết, những cái huyết tương mà nó rỉ ra từ các vết thương á là nó vào trong máu. Rồi huyết khối thì trong viêm nội tâm mạc cấp tính á, thì mình có những cái nhồi máu không có nhiễm khuẩn, trong khi đó viêm nội tâm mạc bán cấp thì các bạn có nhiều huyết khối nhỏ và trong đó có mũ, tức là có vi khuẩn, rồi có sán của các cái bạch cầu. Bây giờ mình tại sao cô để chung một con voi, tại vì mình có so sánh giữa viêm nội tâm mạc do thấp tim với lại viêm nội tâm mạc do nhiễm khuẩn. Thì các nguyên nhân á là viêm nội tâm mạc do thấp tim á là do các nhiễm dịch, còn cái kia là do nhiễm khuẩn. Về đại thể chồi á của viêm nội tâm mạc do thấp tim thì chồi trắng nhỏ và đặc, còn nhiễm khuẩn thì chồi sáng to lỏng lẻo dễ rụng. Thì đây là chúng ta chú ý. Về huyết khối thì huyết khối của thấp tim là trắng, còn cái huyết khối của bán cấp là có hoại tử và có các vật vi khuẩn. Về đặc điểm lâm sàng thì thấp tim là nó tấn công vô van tim, còn bán cấp thì vừa van tim vừa gây suy tắc mạch, vừa gây nhồi máu và nhiễm trùng máu, do đó các bạn thấy nó nặng hơn nha. Và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn thường xảy ra trên nền viêm nội tâm mạc do thấp, là bệnh nhân có thấp tim trước đó rồi có bệnh van tim rồi, sau đó bệnh nhân nhiễm khuẩn thêm thì nó lại phá hủy thêm cái van tim nữa. Thì trong cái bảng này á, cô có nhiều câu hỏi nha, trong cái bảng này đang quanh quẩn cái này. Và đứng trước còn cái bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn để chẩn đoán thì chúng ta phải làm xét nghiệm chẩn đoán sàng. Thì cái bệnh nhân này đương nhiên là phải phải thử máu rồi, làm siêu âm. Làm siêu âm thì mình thấy chồi xuôi và có cuốn, chồi có thể dễ rụng. Rồi cái máu thì mình có thể thấy dương tính, tại vì đây là nhiễm khuẩn qua đường máu. Làm công thức máu thì mình thấy viêm, tức là bạch cầu tăng, phần tông lắng máu tăng, CRP tăng. Công thức thức tiểu thì có thể có đạm tiểu và hồng cầu tiểu, đúng không? Về tìm kháng thể trong máu thì mình thấy có yếu tố thấp trong 50% trường hợp. Ổ thể trong huyết thanh giảm, tức là mình có viêm cho nên ổ thể trong huyết thanh giảm.
kháng thể đối với lại vi khuẩn thì tăng, đúng không? Chụp X quang, làm việc cấp đồ, coi đám mắt, hoặc là chụp đồng vị phóng xạ tim, đó là những cái xét nghiệm mà mình muốn điều tra người ta hơn, mình tìm ra cái nguyên nhân bệnh. Bây giờ chẩn đoán xác định của bệnh lý này thì chúng ta thấy về lâm sàng, bệnh lý này cần hai tiêu chuẩn chính, hoặc là một tiêu chuẩn chính cộng ba tiêu chuẩn phụ, hoặc là năm tiêu chuẩn phụ. Đó thì tiêu chuẩn chính là gì? Đó là cái máu dương tính. Đó, mình nói là nhiễm khuẩn thì phải cái máu dương tính nha. Siêu âm thì có đồi sùi di động, thở van nhân tạo hoặc là tự nhiên. Về tiêu chuẩn phụ thì mình có tiêu chuẩn gì? Đó là bệnh tim, có tiêm chích ma túy, có sốt, có tắc mạch, nhiễm khuẩn, nhồi máu, hoặc là xuất huyết ở mắt, hoặc là nghẹn tắc mạch ở ngoài da, viêm vi cầu thận, hoặc là thử máu có yếu tố thấp, cái máu dương tính nhưng mà không đủ tiêu chuẩn chính. Tiêu âm phù hợp nhưng mà không đạt các tiêu chuẩn chính thì nó là tiêu chuẩn phụ. Và chúng ta cần phải chẩn đoán phân biệt với lại một số bệnh mà có triệu chứng tương tự, đó là thấp tốt cấp, bệnh ác tính về máu, tức là ung thư máu. Làm sao phân biệt ung thư máu? Mình lấy cái vết máu mình xem, mình rộn xong mình xem chẩn đoán phi thì mình chẩn đoán được ung thư. Bệnh là gọi là hệ thống tim trung huyết đỏ, hoặc là làm siêu âm thì thấy có u ở chỉ trái. Bệnh những cái nhiễm trùng cõi, bệnh nhiễm sinh dục, chúng ta có nhiều cái cần tâm sàng để chúng ta phân biệt. Về diễn tiến của bệnh á, thì tử vong cao ở trẻ sơ sinh, ở 75-75% là chết do viêm cơ tim cấp. Viêm cơ tim mãn tính thì diễn tiến có thể trở thành mãn tính và đưa đến suy tim, tức là tim to, dày hết cái và dày cái đất, và đưa đến suy tim, tức là cơ tim ngừng thở. Về điều trị, đây là bệnh lý nặng của tim, cho nên bệnh nhân thường chỉ lên tại giường, không có làm gì nổi hết. Điều trị kháng sinh, điều trị suy tim, điều trị rối loạn nhịp. Rồi mình dùng cái kháng thể gamma globulin, hoặc là điều trị nguyên nhân nếu mà chúng ta biết rõ nguyên nhân. Để phòng ngừa cái bệnh này thì tránh không có nên tiếp xúc với người có bệnh. Đó, mình đi vô bệnh viện mình thăm bệnh nhân thì mình cũng tránh không có dẫn bé đi theo, dễ bị lây nhiễm. Giờ đó thì các bạn biết ngày qua đã có một ca COVID-19 dương tính cộng đồng ở Đà Nẵng. Nó không rài là có ca cộng đồng, không rài là ca là từ nước ngoài qua. Xong rồi mình cô lập liền ở sân bay. Còn giờ đó thì ngày qua là Đà Nẵng đã phát hiện một ca vô bệnh viện. Cái ông này thì không có đi đâu, ở Đà Nẵng thôi mà. Rồi ông có đi vô bệnh viện thăm ai đó không biết. Rồi sau đó về thì ông mới bệnh, rồi ho có thở gì đó, xong rồi vô bệnh viện thì đang mới xét nghiệm, mới chẩn đoán là dương tính. Giờ đang truy tìm những người có liên quan. Cho nên là mình cũng phải cẩn thận nha. Lúc này mình không có nên quá tin tưởng là con COVID nha. Nó vẫn còn lẫn vẩn sau đó, chúng ta cẩn thận. Rồi thực hiện vệ sinh cá nhân tốt, thường xuyên rửa tay, chích ngừa đầy đủ, cẩn thận khi sống và làm việc trong khu vực bị nhiễm khuẩn, mặc quần áo dài để che kín cơ thể, và sử dụng thuốc đuổi côn trùng. Nó kêu mặc quần áo dài đây là chủ yếu cho các trẻ con đó. Trẻ con ở nước ngoài trời lạnh nên nó mặc áo dài kinh lắm. Còn ở Việt Nam mình thì nóng quá, cho nên thường mình cho nó mặc áo đầm hoặc là quần cụt, quần sọt thì nó sẽ em đại. Cho nên là mình không có che kín cơ thể nó, và nó rất là dễ bị nhiễm bẩn hoặc là nó bị mũi đốt,
diện sư quy. Vệ sinh môi trường tốt, tại vì nhiễm khuẩn thì khi nào mình không có vệ sinh môi trường tốt thì mình dễ bị nhiễm khuẩn. Đó thì đó là những cái điểm chính khi mà chúng ta so sánh cái nồng độ thấp. Đúng rồi, có hai chiếc đó. Thấp tim với lại cái viêm mạng nhiễm khuẩn. Các bạn có câu hỏi gì về này không? Có rồi. Tại vì ở cái giờ này con vô cũng chết hết á. Con này nó khùng. Đó thì đến đây là tương đương ở đây nha. Tháng 2 là chúng ta học nhiều đó. Các bạn có câu hỏi gì về suy tim, về thấp tim và viêm nội tâm mạng nhiễm khuẩn không? Tim đi, em thấy là tim như thế này, nó suy tim trái, trái có bị giãn. Có câu hỏi không? Là nào hỏi dạ sao cũng hỏi không? Có hỏi không? Là thấy ai có khi đọc không? Không biết có hiểu hay không hiểu? Không khó hiểu quá cô ơi. Câu suy tim trái á thì cái thấp nó giãn hay là nó bị phì đại lên không? Giai đoạn đầu là nó phải bị đại chị. Phản ứng đầu tiên là nó bị đại trước, phải nó tăng cô bốt lên. Rồi sau một thời gian á mà cái huyết áp bên ngoài nó cải thiện thì lúc đó nó sẽ giãn ra. Cho nên thường cái giãn ra là xảy ra sau. Chỉ thường khi nào mà giãn cơ tim bẩm sinh á hoặc là do di truyền á là ngay từ đầu là cơ tim giãn nở thì nó khác. Thì đại trước chứ. Còn câu hỏi gì nữa không? Dạ, mấy bạn ký tên vô thì nhớ ký tên chưa? Mà cho cô xin là nó lại cái đầu em chị đại ở Việt Nam. Là tóc trái, tóc sư thị đại trước, sau đó nó bị án. Tóc trái nó bị đại, sau đó nó bị án. Bạn Đạt hỏi cái này thôi, không hỏi đầu cái này cuốn, vậy biết chọn cái nào. Đạt Khoa phải không? Bạn Đạt Khoa là bạn nào? Em lên lấy cái giấy nữa.